3 tối mới like. Giờ tại có lô qua DT nên phải lên nữa chứ. Tối tối nha, hẹn chúng ta vào ngày chối. Nhớ bộ này chưa? Có ai biết bộ này không? Có chị nào biết bộ DT như thế nào không? Giới thiệu dùm Thảo với nha. Mấy chị thấy cháu nhớ đừng tránh nữa, mấy chị ghi chữ TT á. Mấy chị ghi cái chữ gì á, chữ vui, chữ T, chữ B, chữ H, chữ S, chữ M là T gì đó, mấy chị gửi lên mới nhận bà ba gắn nhất cái nách luôn hả. Cảm ơn chị An Khương. Đó, mọi người thấy không, giờ có trong mí á. Giờ tiếng là không phải em nói là không nên đi may, có những lúc mấy chị cần phải đi may để có những kiểu mà bản thân mấy chị mong muốn, đúng không? Có những kiểu đặc biệt, những ngày quan trọng, có những cô mà nói là bán cho cô áo dài đi mần xuôi này nọ đó, em hay kêu là à quần tây, nếu mà tranh thủ em lên cho cái lô này, cho em có một cái lô quần tây mà giá nó, ôi đó, hàng đó là hàng viết luôn á mọi người, nó cao hơn hẳn hàng của Thảo bán luôn á, nhưng mà hàng đó thì không có nên lấy, tại vì nếu mà thật sự mà giá bán mấy trăm ngàn cái thì em nghĩ thôi đi may cho nó khỏe, nhưng mà em đã lấy được cái mã đó là cái mã hàng sale. Trời ơi mấy chị đầu lắm luôn á. Thôi em cắt hàng bơm đây nha, cắt hàng bơm. Giờ bà nào nhận được bơm, má ơi mấy cái đầm của tôi, ủa nhất cái đầu dễ sợ luôn. Ủa sao hàng không có gì tặng hết trơn vậy? Không có cái gì kèm theo hả? Trời ơi cái này bao lì xì nữa mấy chị, được 10 ngàn tiền là lì xì. Có lấy hàng bơm không? Lấy đi tặng bơm đi, tặng cho mấy cục nè. Nó giờ mấy chị tranh thủ thì hiện bà ba rồi hả? À tiền lì xì nè. Nó này nắc năng nỉ cũng dữ lắm, này quay đầu tái nạm nha. Tái nạm gầu gân có nghĩa là quay đầu 2-3 lần đó mấy chị. Nghĩa là gọi điện cho khách rồi, đợi em nhận rồi đẹp lắm hả? Mẹ em khen quá trời luôn hả? Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi bữa nay mà bà ba em mà báo giá cho mấy chị. Trời ơi tặng cho mấy chị hai áo nè. Nè để có gì em cắt ra coi gì. Ô trời ơi xu. Trời ơi xu mấy má ơi. Nè xu nè, đựng chục xu nè. Rồi đó coi trong đây. Ồ mấy chị bất ngờ chưa? Dạ hôm nay em like DT thôi, không like gì đâu. Cái này là cái gì đây? Rồi cái tên là Big Bơm là Lý Lip Lương. Còn bà Lý Lip Lương, Lương Lip Lý, Lip Lip Lý Lương. Trời gọi gì nữa? Lip Lý cái gì? Lý Lip Lương. Ủa dịch sao trời? Lý Lip Lương, Lương Lip Lý. Trời ơi thiệt cái tên. Cậu mặt bán chưa? Giờ bán nè. Giờ bán nè. Giờ quan trọng mấy chị giờ chia sẻ giùm Thảo một cái. Nè tặng cho bộ đồ chơi cho vui nha. Giờ cắt ra. Nhận quần 2074 đẹp lắm hả? Cảm ơn chị. Quần đó là tự tin rồi. Giờ không có nói gì quần nữa nghe. Giờ là hết khen rồi mấy chị nha. À, bây giờ em cắt cho mấy chị. Ôi mọi người có biết cái này không? Để hôm nào em ăn rồi không? Em làm cho một chị một bữa gia dụng nhờ Thảo nghe. Này em tặng cho mấy chị cái này, về nhà mấy chị tặng cho con cháu nó rồi nghe. Đây là đặc biệt luôn á, em cũng không có bán, nói chung là em nhập về em thích em nhập em để chơi vậy á. Cái hộp bút á, hộp bút bằng nhôm mọi người. Trời bà biết nào nó hư. Rồi có bánh xe đồ chơi vui lắm mọi người. Nè có bánh xe hả, hỏi đơn gọi hotline, cảm ơn. Rồi thấy không, nè tặng cho 17 ngàn đi, đi giùm em là hộp bút 17 ngàn nha. Cái bánh xe chạy được nghe. Cái này vừa làm cho con nít nhỏ chơi cũng được, chứ đừng nói mấy đứa đi học. À, mê coi chị bán ghê đồ đẹp mà không chất lượng khỏi chê. Cảm ơn Ngọc Thảo nghe. Nè lên giùm em mã hộp bút đi, nó tặng cho 17 ngàn đó. Sao mà cái hộp bút ở trong đó chắc là chắc tự đặt đó mấy chị. Có nghĩa là em không có live stream mà là dạng giống như là tự lấy hàng á. Hello. Rồi hộp bút em nhận cho chị Hồng Bạc nè, nhận Khánh Ly nè. À, hộp bút em nhận cho chị Khánh Ngọc nè, cho chị Lê Yến nè. Nó hai tầng á mọi người, tầng trên tầng dưới nha, không phải một tầng đâu. Rồi hộp bút cho chị Phạm Thủy nè, cho Trịnh Anh nè, em gộp đơn hồi tối nữa gộp hết trơn. Cho chị Hạ Võ hộp bút nè. Rồi ghi hộp bút vô mấy chị. Rồi cho chị Oanh Kiều hộp bút, Tố Quyên hộp bút, Tiến Tiến hộp bút nè, Nguyễn Ngân hộp bút nè, Như Cầm Đoan hộp bút, Hồ Tú Anh hộp bút, Trang Ngọc hộp bút. Đó mọi người thấy không? Thảo không quan tâm mấy hàng mà nhập mấy ngàn cái để chơi vậy đó. Rồi cho chị Thúy Nguyễn hộp bút, ghi hộp bút vô. Ghi hộp bút vô. Cái 17 ngàn ai biết cái giống gì để vô bà già. Tặng cho bộ đồ 100 mấy chục ngàn, tặng cho 59 ngàn đi cho nó vui cửa vui nhà nha, bộ vàng 59 ngàn. Ok chị Thúy Vi nhận hộp bút nè, cái đó mấy chị mua một chục về phát cho mấy đứa con nít. Ở Thúy Vi Bơm hả? Rồi chào Thúy Vi nha, quá trời cái máy tôi giờ nó tàn khách mới không, mấy bà không có một người khách cũ nào nằm trong đây. Chị Xuân Lan Ngô nó cũng cho thành khách mới luôn. Bơm hai ai không bơm gì nó cũng cho xinh lè xinh lép vậy đó. Rồi cháu giùm em là dập ly nha, 59 ngàn. Bữa nay em bán bộ DT xong thiệt, mấy chị coi nè. À, những khách mới chưa biết hả đâu. Rồi ok 59 cho Khánh Ly.
cái cặp áo thòng sầu nhìn đơn giản vậy, nhận về sẽ biết nha cảm giác như thế nào. Em tặng cho nguyên cặp 99.000 thôi, hộp bút cho anh Nguyễn nè, bộ vàng em có không bà, hộp bút em nhận cho chị Phương Nguyễn hai hộp hả, rồi Phương Nguyễn hai hộp bút nè, bữa mua hộp bút về cho cháu thằng cháu thằng em nhanh rồi hộp bút cho chị Nu Kim. Ở khách em ơi, bây giờ máy của em nó cạch tân quá mọi người, em không biết ai khách cũ hay khách mới luôn á. Rồi tặng cho 100.000 quyền cặp nha. Nè cái đầm mà, cái đầm này mọi người ai nhận rồi cho em xin cái nút thả tim để khách hàng biết và cảm nhận được nha. Rồi bộ vàng cặp áo cho ai em đọc tên luôn đi ha. Cho họ bút là 17.000, họ bút là 17.000 chị Ngọc Trang. Rồi đầm này là size 30 đổ về, 31 cũng vừa đó nha. Size 29, 30, 31 là mấy chị mặc vô tư luôn. Cho em xin mã là 100.000 đi nha, đầm 100.000 nè, bộ giật ly. Rồi hộp bút cho chị Ngọc Trúc, ok nhận. Nhận đơn hàng khoái gì đâu quá chị hả. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi mà chị cho em xin bộ này tặng cho 59 luôn đi nha. Dập ly 65 cái quay đầu, dập ly 59.000. Này là cái gì? Cái này biết rồi. Linen. Nè bộ đen linen nha, tặng cho 59 luôn. Cái này chỉ có size 27, 28, 29 mặt thôi nha. Trên size đó mặt không có vừa nha, nhớ nha. Bộ đen 59.000. Rồi cái set này bữa biết giá rồi đúng không? 105.000, giờ tặng cho 85 đi. Ở giờ có bơm cắt cho nó xong đi, giờ không có dây dưa. Đồ đó vải đẹp lắm nha hả, cảm ơn. Rồi cảm ơn Thanh Kiều, Thanh Kiều. Rồi set 85.000. Rồi set 85.000. Rồi cái này bộ dây, bộ dây 59 luôn đi cho nó xong ha. Bộ em mặc, em nói mấy chị em mà báo giá ra mọi người không bao giờ tin. Không bao giờ tin, hứa luôn. Không phải là mới bán mọi người. Set 85 chị. Đúng không? Đâu phải là mới bán đâu, bán nhiều năm rồi mà hôm nay bán cái giá thì không biết bữa nay có heo không, tại vì không có thông báo, lỡ heo sumo không có vô coi. Cái gì em mới nhận áo thun 95 đẹp từ chất cho tới phơm. Đây là câu nói Thảo muốn nghe nhất luôn. Đó là Thảo đặt riêng đó chị. Cái đó có mình Thảo có thôi. Còn mấy chị mua ở ngoài, một là không giống, nếu mà giá đó là không giống. Còn nếu mà hàng đó y chang như vậy mà của thương hiệu khác thì mấy chị chắc chắn nó phải trên 108. Chắc chắn phải trên 108. Rồi bộ dây nè, dây đập giá nhiêu quên rồi. Rồi nha. Hôm nay mọi người đưa hội hợp bút cho chị cái. Rồi đây em đưa lại cho mọi người. Coi hợp bút xong rồi em lên set em mặc nha. Bữa nay mấy chị nào mà mua được bộ DT là chị đó sướng. Và hôm nay là giá thấp nhất trong 4 năm em bán hàng độ DT cho mấy chị nha. Tại vì giờ em lấy số lượng nhiều rồi. Trời ơi, biết chừng nào nó hư mấy chị bấm mỗi tay không được bộ nào hả. Bây giờ bộ DT em báo giá, cái hộp bút này em tặng mấy chị 17.000 chơi nha. Nè, mấy chị thấy không? Đó, bánh xe mấy chị đưa cho mấy đứa như cỡ siro chơi cũng được nữa. Biết nào nó hư mấy chị. Nè, bộ em mặc không những đẹp đâu chị, nó là bộ DT xịn, nó là hàng khung Mỹ. Và đặc biệt nó đã có thương hiệu từ rất là lâu rồi. Nên thành ra mấy chị thấy không, hàng không chạy theo thời nhưng mà bán cái là khách hàng hỏi miết thôi, lót xịn hết hàng, không nhận đơn nữa. Hộp bút qua 17.000 đi ha. Rồi, hôm nay mấy trăm chị em nghe Thảo nói giá nè. DT thì nó resize, nó dễ mặc lắm, lùng cao thấp bé gì mấy chị mặc, mấy chị ngoắt vô, mấy chị thả xuống, mấy chị muốn làm gì nó cũng được hết trơn á. Được chưa? Trời ơi, bộ DT 105.000. Thảo bố chị Su Su, chị Tina Phan. Ôi trời ơi, bà ba tối nay em like chị. Hôm nay bà nào không mua bộ thun này hình như nửa năm chưa tới thôi đúng không? Từ hồi Tết tới giờ mọi người cũng thấy Tết rất nhiều người hỏi. Sau Tết cũng rất nhiều người hỏi mà hôm nay cụ chết rồi nên chưa gắn cái dây chuyền vô, tự nhiên để trên cổ lỏng hỏng như thế ghê. Rồi thôi để ngoài luôn đi nha. Hôm nay Thảo bán cho mấy chị bộ DT 105 xưa giờ chưa có luôn mọi người. Rồi chốt cho em 105 chị Ngọc. Ok. Mấy chị mua nhanh bộ này không thì chút gì cũng rất là chị nhiều tiền ngày nào cũng. Rồi chốt cho em là bộ trắng nha. Hôm nay em thử đây. Chị Ngọc chịu, chị thôi. Cái áo ở thun Mỹ không là đã như tiền rồi, bây giờ bán cho mấy chị nguyên bộ luôn. Rồi bộ chị Anh Lê nè. Đó mọi người coi nha. 105, hồi trước em bán nhiều rồi. Đó là 120, 130. Rồi chốt cho em mã bộ. Còn cái quần là khỏi hỏi tí nha. Rồi ok chị Lê Thị Thanh Vân. Coi livestream mua hàng giúp em cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chị nào có thời gian coi livestream giúp Thảo nha. Rồi. Rồi hai bộ chị Canh Minh Liên nè. À Bùi Đặng có chưa? Rồi chị Trần Liên. Rồi. Khánh Ngọc có chưa? Chị Tài Phúc. Rồi Châu Phạm. Rồi hai bộ chị Vân Khánh. Hết 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 hết.
đâu ra mà không lấy nữa hả mấy chị? Em nói thật luôn á, hôm nay không chốt là tiếc nha. Rồi lên nhìn thầy. Nè, cái này mà mặc đi chơi, cái này là đi với quần hồng nha. Lên giùm em bộ hồng, đi với quần hồng trắng em mới hồi nãy cái quần à. Thấy chưa mấy bà già, túi Thảo đeo màu lộn xộn á nha, màu lộn xộn giá 159, có nghĩa là nó tới mấy họa tiết á, mấy họa tiết thương hiệu á, tại vì nó có dính thương hiệu nên Thảo ít khi nào đưa lên. Mấy chị muốn mặc sao cũng được, mấy chị muốn... Anh Duy Nguyễn. Rồi hồng giùm em 105, ai ghim giùm Thảo cái DT lấy giùm đi. Giờ giùm gì nữa, bây giờ Thảo ráng Thảo lên, Thảo yên tâm đi, Thảo lên nhiều lắm, Thảo ở tới mấy ngàn hàng mấy chị yên tâm hả. Rồi hồng đi, hồng chạy bài Châu kia thôi. Rồi chị Châu Huyền hồng nè. Rồi chốt nhanh giùm em bộ DT, nói lại cho mấy chị khách mới thì không biết là gì thôi, nhưng mà mấy chị cứ biết nó là phong mỹ hàng xịn cao cấp. Những cái lô này mà hè mấy chị mua về mặc chung với mấy đôi giày bata đồ bót rồi đó, trời ơi đi du lịch thì khỏi cần bàn cãi luôn. Hồng hai bộ chị Thanh Minh Liên, rồi chị Nguyễn Thơ, rồi cái chị Xuân Hà. Rồi rồi chốt giùm em bộ hồng giá 105 ngàn. Trời ơi, rồi 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 còn hai bộ nữa hết hàng, thấy chưa mấy chị, nghe giá cái là khách chạy te rẹt. Ôi ôi này mấy má ơi, trời ơi mã V em kêu rồi mấy chị ơi, tranh thủ lên. Rồi chốt giùm em mã V. Dạ bộ kia là mã hồng, Bảo Tiên mã hồng nè. Ok Bảo Tiên mã V. Rồi hết bộ hồng, hết bộ hồng. Vậy rồi sao, ai chịu nổi hả mấy bà? Nha đó, mấy chị muốn mặc gọn thì mấy chị mắc lên như Thảo vậy đó. Mà bán có 105 thôi, tranh thủ lên mọi người. Đấy, đâu phải hàng không có tên tuổi đâu, hàng có thương hiệu có tên tuổi rồi. Mã chữ V giùm em nhá, éo gì. Chữ V, chữ V, đừng đi đen, lộn xộn đó. Chữ V giùm Thảo. Qua cho chị Thu Hiền nè, Vũ Thị Thu Hiền, ok chị nè. Firm, dễ mặc, ai mà cũng được hết trơn, bao nhiêu ký nào cũng được. Rồi, V chị Nguyễn Thảo. Đồ này mấy chị khỏi cần suy nghĩ nha mấy chị, không cần bị suy nghĩ, thấy nó đơn giản vậy á. Nè lên firm nè, xuất sắc không? Giá mềm không? 105 thôi. V chị ơi, bộ mã chữ V, đừng có ghi chữ đen, không nhận đi. Rồi rồi mỗi hai có mấy bộ thôi, mấy chị gán mua được nha. Tắt chưa? Qua cho chị Anh Vi Nguyễn nào, ok chị. Đừng đi trắng đen gì, cho Nguyễn Thơ nè. Túi Thảo đeo lộn xộn giá 159. V chị Phúc Diễm. Rồi V chị Phúc Diễm một bộ V nè, ok chị nha. 159 thôi mọi người. Mà nhiều lắm. V chị Bảo Tiền. Rồi, chị rồi hết V, hết V. Hết V, hết V. Em mượn cái quần của nó. Không V hết rồi, ai kêu chậm chạp chi gán chịu. Đây. Mua cái áo là đủ tiền rồi nha. Rồi mã cam giúp Thảo. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Rồi cho em xin chữ cam. Bà nào mà nhận bộ đồ xong rồi mai mốt đi kiếm Thảo, đi kiếm hoài luôn. Nhưng mà thường hàng này nó không có thường xuyên mấy chị nha. Cho em xin mã là chữ cam, đi với quần cam nha mấy chị. Thì em đặt là cam. Cam chị Ngọc Trang nè. Rồi cam chị Ngọc Trang nè. Rồi chốt cam liền giùm em 105 ngàn. Bữa nay Thảo không có thông báo, có mấy chị khách quen nữa thôi, tại vì nó về bất ngờ, nó mới về chiều hôm qua. Em định không like nhưng mà do tối nay cố gắng dưỡng thương người ta, tối nay lên cho mấy chị lưu qua nhà Nguyễn ơi okay, chị nè. Rồi 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 nhanh giùm em 105 nè. Chị Anh Vi Nguyễn. Rồi rồi cam chị quá xuống luôn đi. Rồi chốt nhanh giùm em Thảo cam giá 105 ngàn, giá thấp nhất từ trước giờ của nó mấy chị, thấp thay nhất từ trước của nó. Chị Kiều Liên ơi, chị nào mà có thời gian mình coi like giúp Thảo nha mấy chị ha. Cái quần mấy chị muốn mặc nhiêu cũng được nè, em đang mặc nè. Túi thì ghi giùm em là túi 159 tại màu lộn xộn. Rồi cam chị hỏi rồi đó. Rồi còn ba cam nó hết hàng 105 ngàn, giá thiệt sự là không có cái gì để phải lăn tăn suy nghĩ hết trơn á. Đây mấy bà già thấy chưa, nó đi với quần vàng nha mọi người nha. Rồi bộ này mọi người lên giùm em mã đen đi. Rồi mã V hết rồi nè, qua V này nè, tại nó nhiều hàng á mấy chị. Cam cho Hiền Bùi nè. Rồi nhanh giùm em cam cho Trịnh Hằng. Và còn bộ cam cuối cùng hết hàng cho Thái Dương nha. Rồi hết, mấy chị thấy không, view thấp lắm, ráng chia sẻ đi. Cái gì chị gọi đầu bên Thảo xuống quá đi hả? Rồi túi cho chị Nguyễn Thị Lộc, ok chị. Rồi cho em xin mã là mã đen đi mọi người. Chị Võ Ngọc Bích. Rồi đen chị Võ Ngọc Bích. Có màu trắng nữa nè mấy chị, có màu trắng nữa nè nha.
Rồi đang cho chị Ngọc Trang nè. Rồi rút nhanh giùm em. Rồi túi chị Thanh Nguyễn, đen Nguyễn Thảo. Túi chị Thịnh Trương. Rồi túi chị Thịnh Trương. Túi này là cái họa tiết nó hơi lộn xộn đó. Ví dụ như eo giò đồ này nọ nha mấy chị nha. Rồi đang cho chị Oanh Kiều, ok chị. Sale có 105 thôi. Giá này mọi người sỉ không có. Đen chị Băng Trang. Rồi đen chị Băng Trang, ok chị nha. Đen đi với quần vàng nha mọi người nha. Đen quần vàng. Đen cho chị Ánh Giang. Rồi đen cho chị Tài Phúc nè. Đen giùm Thảo mọi người, em đọc gì ghi đó đi. Rồi cho chị Nguyễn Thị Lộc một bộ đen luôn, ok chị. À, tính coi về à, bấm cái gì? Tính coi ai về bấm mua luôn. Sao chịu nổi? Sao chịu nổi? Mọi người ơi, nhìn cái quần thôi đủ tiền, còn riêng cái áo thì em nói với chị. Đen nếu mà Cúc Diễm. Rồi em bán lâu đến mức mà giờ em không biết quảng cáo kiểu gì luôn. Túi ghi túi 159 giúp em chị. Rồi, đen còn bộ cuối cùng. Chị Thúy Vi gọi là shortline với chị ơi. Rồi ok, vô gọi Thúy Vi không lên đơn nha chị. Xin chào chị ạ. DT Bên Thảo vừa đẹp vừa ý giá đây hài lòng. Tại vì em bán hàng có tên rồi, em bán hàng có thương hiệu rồi nên Thảo nói thật sự là không phải nghĩ về chất lượng, chỉ có khách mới á mọi người. Nhiều khi mấy chị em mình mới không biết hàng á thì nói ừ thì ở đâu cũng 1,5 thì giờ nói thật sự cái bộ này có nút bán 100.000 có. Nóng giống nhau mà mấy chị. Tội tội nhau mà. Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Resize giùm em nhé. 65 tới 7 cái quay đầu giùm Thảo. Cho em xin mã trắng. Nè mọi không? Đen quá. Em bán nhiều lắm rồi nên hôm nay không biết quảng cáo kiểu gì vậy. Rồi anh giùm em Thảo nghe. Bộ này mọi người lên giùm em mã trắng đi cho nó khỏi đụng mã nha. Trắng trắng. Chị á Linh già. Chị Linh già. Lên bộ 3 bộ 5 bộ 3 bộ 5 giùm chị cái. Rồi cho em xin mã là trắng, về nhà tách ra cũng được nha mấy chị. Áo 95 bán có lời không Thảo nói thiệt. Trời ơi má cái ruột, má cái ruột. Em đặt chị lời chứ, có lời chứ. Rồi trắng cho Thảo nha. Lời nhưng mà em lời em trả số lượng mà. Rồi trắng cho chị Ngọc Trang. Em đặt cái lô đó mà giờ em mừng hấm luôn á mọi người. Em cảm thấy là coi như những gì Thảo bỏ qua lâu trắng bỏ ra em nhiều quá, giờ thấy giống như gặt hái được. Trắng cho chị Cẩm Tú. Rồi, trắng cho Thảo nha, 1,5. Mấy hàng này mai cái lão này, nhà này mai Thảo luôn nè, thấy được không? Cái nơi mà hàng làm hàng cho mấy chị, nhưng mà mọi người biết không? Bây giờ em lấy tê thôi. Mà giá nó đã mắc như vậy rồi á mấy chị. Cao lắm, giá mấy chị đói xỉ tại chợ 0,7,6 hết. Rồi, muốn mua 2 áo 95 hả? Mới nhận hàng nè, đẹp lắm, cảm ơn chị Kim Ung Võ. Áo đó mấy bữa nữa đi. Áo đó mấy bữa nữa Thảo lại cho. Trời ơi, xuất sắc chưa? Rồi chốt nhanh giùm em nè. Màu trắng giúp Thảo với. Em like lộn xộn, mọi người có thời gian thì coi like. Chị Hà Thanh ơi, mở trời chưa? Ơi, nè. Mở ra cái quéo cò liền luôn á. Nhanh nha mấy chị, Caro. Mọi người nhìn cái quần nó nhỏ vậy, mặc vô nè. Em đang thử mặc cái quần cho mọi người coi, tại vì nếu mà nguyên bộ em thay hơi lâu nên em họ sẽ mặc cái quần không cho mấy chị, lộn cái áo không nha. Rồi mã caro giúp Thảo. Rồi đáng chia sẻ nha, mấy nay view kém lắm mọi người, like nào cũng vậy trơn, vài bữa đâu. Rồi lên liền caro nha, lên liền caro giúp em nữa chị bấm nha. Rồi nhanh giùm họ caro, 105.000, thấp nhất từ xưa tới giờ mấy chị, từ trước giờ luôn á. Rẻ lắm 1,109, rẻ lắm 1,109 ngàn. Cái đợt đó là rất là lâu rồi, trước Tết rồi đó mấy chị nha. Rồi caro cho chị Vũ Thị Hiền. Rồi caro giúp em. Caro cho chị Lan Kiều nè. Mua không được áo cho em ngủ không được. Đó, ý là em đặt thêm mà yên tâm. Cho chị Nhàn Nguyễn là caro nè, 1,05 thôi chị. Rồi cho chị Tuyền Phạm caro, chị Châu Hiền caro nè. Rồi chị Yến Dung caro nè. Chị Kim Minh Liên hai bộ caro là anh Thảo hết hàng. Hết. Đâu nữa mà con hả? Nhìn vậy rồi đâu nữa mà con. Rồi cho em xin mã hồng. Mua hàng bên Thảo trên 3 năm mặt hàng nào cũng đẹp và rẻ. Em cảm ơn chị Đạt Nguyễn. Vậy mới giữ chân mấy chị trong vòng 3 năm chứ, đúng không? Chứ làm sao mà giữ chân mấy chị ở lại được. Thì đương nhiên không hoàn thiện 100% thôi. Nhưng mà Thảo cũng nghĩ là Thảo cũng đã làm cho mấy chị tới 90% rồi đúng không? Về hồng mà siêu trần nè, cho chị Thanh Nhàn nè, rồi cho chị Thu Huyền nè. Caro em hết sạch rồi chị ơi, em hết rồi. Hồng cho chị Trâm Nguyễn nè. Rồi còn bộ hồng cuối cùng. Lai lại tốn tiền. Tốn tiền mà có đồ đẹp. Tốn tiền mà có đồ đẹp. Rồi hồng em chốt cho Trúc Thanh là anh Thảo hết nha.
Giày mà không chốt thì chốt cái gì? Hả? Chốt cái gì? Rồi cho em xin là mã cam đi mọi người. Hôm nay Thảo phải mặc, Thảo bắt buộc phải đứng đó mọi người. Đứng lại mọi người nhìn hết cái phong đồ. Còn không nói chuyện mắt nó lên tí xíu đi, nhìn ra phong đồ đẹp lắm. Rồi mã cam, gần gặp mua một quỷ yêu hà. Rồi nhanh dùm em là mã cam với Thảo. Âu nhất phi cam nè, hồng. Cái gì mà 205, bán có 105 à. Rồi cam cho chị Ngọc Trang. Rồi cam cho chị Vũ Thu Huyền. Rồi cam với Thảo giá 105. Rồi chị Nguyên Ruby, còn bộ cuối cùng. Đâu phải rẻ mà hàng giạt đâu mấy chị. Rẻ mà phải đâu mấy chị mua cỡ này nè. Rồi màu sen. Ráng mua đi, hiếm lắm mới về. Cả năm, cả nửa năm mới có một lần mấy chị. Về, chưa nhận. Rồi chốt liền giùm em mã hồng đi mọi người. Cái quần của nó nè. Rồi chốt liền giùm em bộ sen. Sen đi nha. Sen. Nhìn quen không? Sen là cho chị Vũ Thu Huyền nè. Mùi dầu sao bớt cho chị Thanh Phạm nè. Sen em có mấy bộ à. Rồi sen cho chị Song Trinh Nguyễn nè. 105 ngàn. Rồi sen là cho chị Ruby. Rồi em còn bộ sen cuối cùng chợ Thí Hằng La Ghi. Bữa nay hơi buồn là không có em Sumo. Vẫn nghiện mấy bộ mày lắm. Mọi lần về là bảo phải tầm 30-40 bộ. Mua rồi bán á. Rồi màu trắng giúp Thảo nha. Rồi trắng quần caro đi với cái túi luôn. Thấy ghẻ hết hồn không? Có màu này đặc biệt nè. Màu gạch nè. Ai lấy gạch với cái gạch trước đây, gạch thích lắm á, có 3 bộ gạch à. Rồi hết sen rồi chị. Rồi trắng là chị Song Trinh Nguyễn nè. Rồi trắng là cho chị Tâm Nhi. Trắng là chị Thanh Thúy, 2 bộ là hết nha chị. Em để chị Thanh Thúy 3 bộ này. Em chiết khấu cho chị là em lời được Ê nó tính ra tính lại có lời không nha. Là chị mua thử đi, mua thử thương hiệu của này của Thảo một lần đi chị. Cái này mới, mấy chị không biết. Rồi màu đen giúp em nha. Đen sẽ đi với cái quần lũng nha mấy chị nha. Tại vì hôm nay à gặp em ưu tiên cho cái chị kia cho đủ năm mà mấy chị thông cảm nha. Em ưu tiên cho cái chị hen phí nhầm nhồi. Mua không kịp hả, nhiều lắm. Nhưng mà tại vì một mẫu nó có mấy bộ thôi. Cho em xin mã đen đi mọi người. Đen em có ít lắm mấy chị. Mấy bộ à. Nói chung là một mẫu nhiều nhất của em có 10 mấy bộ thôi thì em mới được cái giá này mọi người. Rồi đen, đây cả bộ nghe. Đen cho chị Tuyền Phạm đen nè. Trời ơi quá trời comment hết rồi. Mỗi sản phẩm có vài bộ thôi. Đen cho Hugo Hạnh Nam. Rồi đen cho Bin Bin. Đen cho Ben Nguyễn. Cảm ơn. Đen chị Diễm Tina. Rồi đen chị Nhật Quỳnh. Rồi đen cho Ngọc Trang là hết nha. Cách ruột là mua hết à. Cách ruột là biết hàng. Cách lạ thì hơi lạ lẫm. Cái này lâu quá mới làm lần. Trắng. Trắng đi với bơ riết hồng. Nhưng mà cái áo thôi mấy chị, bây giờ mấy chị tưởng tượng mấy chị đang mua một cái áo với giá là 105 là đủ rẻ rồi. Áo này nè, áo thương hiệu này 105 là đủ rẻ rồi. Rồi nhanh giùm Thảo nha, màu trắng giùm em. Nó nhiều màu lắm, xíu em đọc mã số cho. Giờ nó còn đầu like em thế lại. Mới nhận áo 95 xuất sắc. Giờ sao Linh? Linh ơi Linh. Năm trắng là chị Thanh Thúy. Rồi trắng. Giờ sao Linh có like nữa không Linh? Ý là em đang đọc người ta đang may mà mấy chị. Rồi trắng là chị Văn Trang. Rồi trắng giùm Thảo nha. Còn bộ trắng cuối cùng em hết. Rồi cho Lê Thơ mấy chị sau không có nha. Hết. Mấy chị sau không có nè. Thun Mỹ rõ ràng nè chứ thấy không. Thấy Thun Mỹ rõ ràng không. Của cái nhà này may cho Thảo luôn á chị Linh. Ý là may áo á. Rồi cà phê. Lai tiếp áo đi hả. Ôi để hàng về mới mé mới mẻ được tí xíu rồi. Rồi cà phê thấy chưa, chị mới nhận bộ lam với mấy cái cài đẹp quá xuất sắc. Cảm ơn Vương Nguyễn. Rồi chốt cho em xin là mã cà phê. Em like mấy mã đầu tiên em Thảo sẽ đọc cho mấy chị là màu chứ lần sau là đọc mã tại vì sợ nó trùng á. Cho chị Thanh Phạm, cho Thúy Hằng La Ghi, rồi cho chị Thanh Ngàn, còn một bộ nữa ưu tiên cho chị Đặng. Trời ơi, ưu tiên người có thân hội má ơi. Chị Đặng có đây ơi, không có nha. Rồi, cà phê để qua cho chị Hồng Siêu. Hồng Siêu gì đó, Hồng Siêu Trần. Cô gái. Có nên dưỡng thương rồi tối nay ấy không ta? Thôi ngồi đi nha. Bây giờ mấy chị thấy được phơm rồi, giờ em Thảo ngồi được không? Hả, có nên ngồi không ta? Đó, mọi người thấy không?
mắt vô ra Thảo là thành bộ đồ đi chơi. Đây, trắng. Cô gái cũng được, mình cũng mới nhận áo 95 đúng không? Chơi cái gì mày khen chứ, nhớ vậy đâu được. Đâu có được đâu. Rồi ơi, em không còn bộ nào nữa đó. Rồi cho em xin là mã. Mã trắng đi mọi người, mã trắng cũng được đi cho nó nhanh ha. Nhảy áo 95 là thiệt. Rồi, rồi cho chị Nhật Nguyễn nè, cho Hậu Nam nè, cho Lê Thanh Phạm nè. Rồi, cho chị Xuân Hương Lê nè. Rồi, áo mấy áo này mấy chị về tách coi dùm hả? Mặc đi du lịch du đồn thôi, mặc dấu quần cũng đẹp nè. Rồi, cho Ngọc Trang nè. Rồi, còn bộ hai bộ mới hết. Cho chị Cúc Nguyễn Thị với chị Lan Nguyễn mà Thảo hết nha. Cúc Nguyễn Thị với Lan Nguyễn nè. Rồi, xa lánh nè. Xa lánh xanh lá. Mã xanh lá với Thảo luôn. Trời ơi sao không mua được, đầy ngay thiên hạ đây nè, đang ế chổng cẳng lên trời nè, đừng có kêu không mua được nữa nha. Rồi xanh lá giúp Thảo. Giá 105.000. Xanh lá. Trắng em hết rồi. Giống như vậy nhưng mà cái quần xanh lá túi em đeo là họa tiết lộn xộn. Do là hôm trước mọi người nó bị trục trặc tí xíu là không có hàng á, nên em nói là lấy 50 cái họ chưa lộn xộn đem bán shop á. Xanh lá cho Quỳnh Yến Nguyễn, xanh lá cho anh Vi, xanh lá cho Thanh Hà, xanh lá chị Xuân Hương Lê. Rồi, còn cái xanh lá cuối cùng em nào hết. Rồi. Đỉnh bà chết chưa? Đỉnh bà chết chưa? Rồi, xanh lá là cho chị Ngọc Trang, em mặc trên người chị cảm thấy vừa thì mua giúp em nha chị ơi. Xanh lá chị Cúc Nguyễn Thị bỏ ra cho chị Ngọc Xuân em. Rồi, chốt em hồng. Cúc Nguyễn Thị bỏ ra cho chị Ngọc Xuân. Chừng nào chắc chắn mua hãy lấy giùm em nha chị ơi. Giờ sao quý vị? Quý vị thấy sao quý vị? Hả, à, mặc được rất là nhiều kiểu. Rồi, lên giùm em Hồng. Cho Thu Thị Nguyễn. Cho Bin Bin. Bộ DT mua là chỉ có ghiền. Khách mới ơi nghe nè. Cho chị Kim Sa. Rồi, còn mã Hồng cuối cùng. Rồi, Hồng, chị Đặng có một mã thôi nha. Chị Đặng không có mã kia nhá. Có mỗi Hồng thôi. Cô gái em còn màu cam nè. Cô gái không còn màu cam, chốt giùm em cô gái cam đi. Em hết hồng rồi mọi người. Cái quần này em mặc mẫu mấy chị, cái quần á. Thảo đang mặc mẫu với mọi người cái quần á. Tại vì em sợ mọi người nó có quần nhỏ. Em bắt buộc phải mặc lên một cái. Rồi chốt giùm em cam. Cái gì vậy? Ừ rồi ok, hồng, ế lộn. Cam. Cam được có 4 bộ thôi. Hết hồng rồi, đây nè. Tưng chưa, giật tưng chưa. Nè, bắt buộc phải mặc cái quần lên cho khách hàng coi nè. Sợ mấy chị nó thấy cái quần bé tí rồi sợ mặc lên người cái nhỏ xíu gì mà không vừa. Cam cho Ngọc Trang, cam cho Ngọc Nhi. Hồng em Thảo hết trơn nha. Rồi, mã số 1 giùm Thảo đi, 105. Quá trời quá đất chưa. Cho Mỹ Hằng cam nè. Rồi tí em qua tới quần đùi nữa. Đùi lửng rồi lỡ 8 tấc, 7 tấc rồi 3 tấc, 2 tấc. Mặc hai tấc rồi xong rồi tới luôn á, hai tấc rồi đi luôn rồi đó. Rồi cái gì dạ cho địa chỉ kiểu đó rồi ai giao tới đâu chị út nhỏ ơi. Ờ với bạn đẹp lắm, thân quen chị rồi hai cái. Chị Kim Trang cứ gõ like mấy bạn xử lý. Rồi mã số 1 giúp Thảo. Mã 1 cho chị Kim Ca nè, cô gái cam cho chị Thùy Dung nè. Rồi mã 1 liền giúp em. Giá 105.000. Thấy bán giá đó mà không níu chân lại của khách nữa thôi luôn á. Mã 1 cho chị Ngọc Trang nè. Mã 1 cho Kim Hồng Võ. Cho chị Mỹ Hạnh mã 1 nè. Rồi cho em xin liền mã 1. Rồi mã 1. Chấm tuột cho chị Nguyễn Lê. Ủa hàng bơm có nhiêu đó cắt hết rồi hả? Cắt cho nó xong đâu vô đó đi mấy mốt khỏi mất công bán. Rồi cho Hậu Nam cái này đi em. Cho bán tâm luôn. Rồi mã 1 á. Rồi nhanh nhìn Thảo nha. Ok Hậu Nam có rồi xé phiếu. Em nhận rồi. Rồi chị Thanh Ngân Trần mã 1 nè. Đầu tiên là hết nha. Hết hàng mấy chị không có, ở phía sau là không có nha. Đây cái bộ đồ mà bữa em nói mấy chị đây. Em nói với chị nha, cái hãng này nè. Đó. Em nói mấy chị đã mã này nè. Nhưng mà người ơi nhìn giùm em nha. Mặc bình thường thì tùy mấy chị, còn không mấy chị sẽ rút dây lên. Mấy em rút dây lên. Trời ơi mua một bộ mặc hè đi. Mã số 2 liền 105.000 thôi. Em không phải là chị đẹp chị thích hà ơi.
Rồi cho chị Châu Nguyễn nè, chấm tuột. Ôi mã 1 hết từ lâu rồi mấy má. Đây mấy em ơi, mã số 2 tất cả đều 105 hết, yên tâm nha. Chấm tuột không có sai rồi gửi cho mấy chị cái gì đây. Ở ví dụ như bây giờ mấy chị có mặt có 34 em gửi mấy chị 38 nha. Mã 2 cho ba Khanh nè. Rồi mã 2 giúp Thảo. Chấm tuột cho chị Nguyễn Ngọc Huyền. Rồi chốt giùm em mã 2. Tốc độ này bấm kịp đúng không? Bấm kịp bấm nha. Còn bấm kịp la lên đây chị bấm cho mã 2 giúp em. Cái áo không rẻ lắm. Ở ngoài là 120 rồi. Tại vì em là chuyên nhà này mà. Nhỏ chị Nguyễn Lê. Rồi. Mã 2 chị Lê Hồ Ngân. Rồi. Thảo Thanh có chưa? Thảo Thanh bơm gì? Rồi bơm bỏ qua. Hôm nay có một xu không xếp nha em, có lúc nào không có hết. Có la giùm em, dầu gọi 199 bảo hành. Mua về không thích được quyền trả lại. Shipper tới nhà sẽ lấy lại cái đó luôn nha. Mã 2 đây, mã đánh nhau là vừa. Mã 3 giùm Thảo nha. Mã đánh nhau, mã đánh nhau. Ghê gì giùm em. Coi live stream giùm em. Mọi người mua hàng coi live stream giúp Thảo nha. Chứ có bộ lửng DT con chị mặc cưng lắm không? Mình mặc cũng đẹp chị. Tại vì cái mấy cái bộ đồ này á, do mấy chị ngán á, mấy chị thấy nhìn Thảo mặc không? Thảo không đâu phải nhỏ tuổi đâu. Rồi mã 2. Ủa? Mã 2 là màu vàng chứ hả? Rồi mã 2 là màu vàng. Mã 3 cho Thanh Nhàn. Rồi mã 3 Thanh Nhàn. Ờ em like đi chị cọc. Chị lỗi làm gì mà cọc? Nó cọc ho thôi. Rồi dầu gọi cho chị Hạnh Mỹ. Mã 3 cho Trang Ngọc. Rồi mã 3 cho Sumi. Rồi hết mã 3. Rồi lên màu bơ hết ạ. Thể thao chiếc lá. Ok chị Hồng Trang. Dầu gọi cho Yến Nhi. Bơm chi rồi giờ đòi cọc. Em có ép mấy chị bơm đâu. Mấy chị thấy không? Mọi người thấy Thảo có bao giờ mà cái gì chả chả được giả cho một cái giường chó giùm em màu bơ. Mà mắc cái gì, mắc cái gì mà mua hàng rồi không tin tưởng rồi không thèm cho địa chỉ làm chi, rồi mà cứ ngày nào lên like cũng cho chị mua. Giờ cho chị mua rồi ơi ngồi màu bơ giúp em nha. À nay có ghế ngồi đẹp rồi nha, mới mua nhưng nó không được an toàn, nó vẫn cà lắc khổ tâm tôi dễ sợ luôn. Rồi chốt bơ đựng ba nữa mấy chị, bơ màu bơ giùm Thảo nha. Bơ chị Hiệp Văn. Rồi bơ chị Hiệp Văn nè. Rồi mã bơ mọi người đừng có ghi mã 4 nha, ghi giùm em mã bơ. Chị Trịnh Hằng coi livestream với em. Rồi chốt giùm em mã bơ. Em đâu có like không ngược đâu, do khách hàng thích người ta comment á. Bơ chị Tuyết Phương. Rồi chị, ok Tuyết Phương Nguyễn Lị lên địa chỉ em đi hàng. Ai chưa có thấy chưa? Bơ chị Thu Hằng Huỳnh. Bơ chị Ngọc Trang. Rồi thôi nó đừng mua. Bơ cho Đinh An là hết nè. Ôi trời ơi, nghiện chưa? Thun Mỹ không, không nào thun Thái luôn á. Em hết bơ rồi chị ơi. Rồi, mã 4 đi Thảo. Đỉnh chóp, đỉnh chóp. Tối nay á, like được vô. Tối nay là màu bơ. Đỉnh chưa, thấy chưa, thấy gì chưa. 105.000 bộ chị. Rồi, DT mà 105 thì ở đâu ra. Rồi, nhanh giùm em, chấm tụt lên size. Rồi, nọc mã 4 phải không? Mã 4 phải không? Có live stream giùm em, cảm ơn ạ. Mã 4, mã 4. Ờ, cảm ơn chị Tuyết Phương Nguyễn nè. Đó, mấy chị xin bốn chị Phương My. Mấy chị thích cho địa chỉ thì cho. Bốn chị Nguyễn Linh. Không thích thì inbox. Chả ai ấy. Bốn chị Trương Tuyền. Rồi mắc gì Phương không cho. Bốn chị Ngọc Trang. Rồi, bộ cuối cùng hết hàng. Còn bởi chị Nguyễn Thị Lộc lên hết. Chứ Thảo phải ép buộc mấy chị gì đâu mọi người. Đối xử tàn tệ với Thảo rồi xong rồi cọc đi. Cọc em nói thiệt mấy chị vậy, mấy chị có cọc em cũng không dám bán, không phải là tụi em chảnh, nhưng mà mấy chị vậy mua hàng về em dây dưa nhiều vấn đề lắm. Chị Thảo Thanh gọi là shop lay với mấy chị ơi. Rồi mấy chị vậy rồi sao, ý là vậy rồi sao hả? Gọi hết like bơm hàng nhà Thảo chi tiết. Em chả chửi đâu, muốn bơm Thảo không có quan trọng lắm đâu. Đó là kinh doanh thì em sẽ có rủi ro nghề nghiệp, ai cũng phải chịu hết trơn á. Chữ mắng không giải quyết được vấn đề, mà em để mọi người thấy là mọi người nếu mà mọi người sợ bị lừa, em nói thật, nếu mà lừa sợ lừa đừng mua online. Còn ví dụ như mua mã này mã năm đi, nếu mà muốn mua rồi lỡ bị lừa thì em dùng từ cũng là rủi ro luôn, tại mấy chị mua online rẻ hơn ngoài ha. Mã em ăn mặc là mã số 5, áo là áo lỡ quần nè, mặc được 2 kiểu nghen. Cho em xin là mã số 5 nha. Số 5 được có mấy bộ màu đẹp không?
Đây cái áo 95 mấy chị là cái nhà này may, bởi vì em nói mấy chị cái form 95 nó đỉnh chết không, nhưng mà đương nhiên chất liệu nó sẽ hoàn toàn khác. Cũng là không cô tâm nha. Rồi ba thân nè. Rồi Trương Ngọc Xuân nè. Rồi còn hai bộ năm nữa hết nè. Cho chị gấu con. Rồi ok. Còn bộ chị Thanh Trần lại hết. Dạ chúa. Tại vậy mua được bộ DT đi. Ở không hề ép một chị nào cho địa chỉ trên live thì tôn trọng, tôn trọng cái sự riêng tư bảo mật của các chị em mình. Hy vọng là em cũng nhận được sự tôn trọng ngược lại. Cùng lửng nha. Cái này là lửng nha. Cái này là lửng tới đầu gối á. Nha 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 nha. Rồi mã 6 giúp Thảo, 5 hết hàng. Rồi mã 6 được mấy bộ à? Mã 6 có mấy hai màu đẹp không mọi người? Mã 6 được hai màu nè. Mã 6 với mã 7 luôn. Rồi ok. Rồi chốt giùm em là mã. Rồi mã 6 cho Thảo Vi nè. 6 chị Ngô Bị Tiền. Rồi. 6 chị Vĩnh Tiên Na. Rồi. Chị Xuân My. Hết 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 em. Rồi mã 7 giùm Thảo luôn. Em về được có ngàn bộ hơn người, hai bộ giùm em đi. Lã hết đi mấy chị. Kẻ không? Bất ngờ luôn hả, đúng không? Bất ngờ luôn bà già. Bởi bộ quỷ yêu này nhiêu ký mà vừa mấy má ơi. Nó là bộ quỷ hữu yêu, không phải là bộ con người. Mọi người biết hồi chưa? Ai ở xóa Thảo hồi mới mở cửa hàng ra bán 175 ngàn. Mà riết cho tới bây giờ mọi người. 7 chị Nguyễn Tân Châu. Rồi 7 hết 6 rồi, 7 mọi người mua thử một bộ coi lý do tại sao người ta mua nhiều vậy. Rồi để chị Thu Kim. Rồi bộ cuối cùng hết hết mấy chị sau không có nha. Hỏi khách hàng của em đi, người ta nói cho nghe. Để mình nói cho mà nghe. Màu gạch thần thánh. Rồi chốt cho em màu gạch 68. Biết sao không? Nãy gạch rồi giờ gạch nữa là thành đá luôn á. Nên là giờ ghi cho em số 8 đi nha. Rồi số 8, số 8. Sáng đó mọi người thấy em quay video của cái bộ đồ bà ba không? Hỏi mấy đứa này, người ta quay video, người ta edit video cả nửa ngày trời mới xong em. 5 phút xong, vô chụp hình. Rang bực. Chị Tuyết Phương Nguyễn lệ cho chị Nguyễn nó nên đồ mấy chị nhận về là nó bằng ở trên live. Nhiều khi mấy chị mua trên live thấy người ta mặc đẹp á. Tám chị Thu Thế xong về nhà nó không bằng là vậy á. Ở bữa Thảo là gần như nó hơn luôn. Hết rồi. Nè mấy chị, số lượng lớn tỷ 120 nha. Rồi mã 9 được 3 bộ em. Em chưa thấy ai mà mua DT về mặc không vừa hết trơn á. Trừ khi mấy bà thích mặc ôm sát người, mua bông rip về mà mặc ôm sát người. Còn mấy cái bộ đồ này là mấy cái bộ phun to, dạng như mặc siêu thần thánh. Cảm ơn chị Quý Hoàng. Mã 9 có 3 bộ rồi, khỏi mặc nha. Mã 9 được 3 bộ. Có em thử bộ bà Hiền. Bộ bà ba em quay trong vòng 5 phút á. Nhưng mà em thử đồ hết 10 phút mấy chị biết sao không? Em không kéo dây kéo sao. Rồi số 10 là màu đen. Đào nhà Thảo vẽ định cô đỉnh vô ý mới từng nào. À tối mấy chị khen mà em ngủ không được. Rồi màu đen giúp em nha, mã 10. Quần này là quần lửng nha, tới đầu gối. Người gọi là quần 7 tấc. Quần của em mặc là 6 tấc, 5 tấc vậy đó. Mã 10 chị Ngô Thị Tiền. Rồi Bảo Trần Nguyễn. Rồi nay mặc bà ba đi chợ ai cũng hỏi. Cảm ơn chị. Mời chị Giang Vân Nguyễn. Hết 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 hết. Đó, nên là mấy chị thấy em mặc rồi, ngồi thấy em. Em mặc em quay video nhanh lắm, em giờ em bấm nút một cái em lại em quay vòng 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 cái em đi. Chứ không có chỉnh chân dài, không có chỉnh thứ gì hết trơn á. Không có bóp, không có. Mọi người biết em có cái đứa nhìn là biết mà. Mà mọi người cũng biết là cái video của em là hàng bình thường ấy. Mặt mũi em cũng. Hôm trước mua bộ này rồi mãi định. Ủa mà mua rồi mà sao bơm vậy? Mã này nhiêu mày? 11 chị. 11. Rồi cho chị Hồng siêu 11. Rồi Hồng siêu trần 11 nè. Hồng siêu trần lên địa chỉ đi. Lên địa chỉ thì chị lên, còn không inbox muốn làm gì làm. Bảo gọi là shop muốn mần chi mần à, sao cũng được hết trơn. Chị Lan Lê. Rồi còn bộ cuối cùng là hết. Rồi 12 chị Phương Nguyễn này. Nguyên lô này lũng luôn hả, đã vậy. Rồi 12 giúp Thảo nha. Về nhà mà không thích nên mặc phông rộng thì bóp thành phông thường chả có vấn đề gì. Ăn nhau ở cái vải nữa mọi người. Rồi 12. 11 em hết rồi chị. Tối nay mới là chuyện quan trọng. Bây giờ là chuyện bộ đồ. Ôi bộ đồ này mấy chị nghe Thảo đi. Bộ đồ này mấy má mặc rồi đi du lịch đi. Mang đôi giày bóp nè. Mới lụm được cái giày bóp. Shop em bán quá chị. 12 chị Âu Nhất Phi. Rồi chị Thanh Trần. Rồi 12 chị em chị ơi. 12 chị Nguyễn Trân Châu.
Rồi 12 chị Nguyễn Trân Giai, Nguyễn Minh Nguyệt. Rồi 11 em còn cái nào nữa đâu? 12 chị Hồng Đỗ. Rồi còn bộ 12 cuối cùng là hết. Rồi 13 còn bộ chị Thanh Thúy lại hết. 13 rồi lẹ lên nhìn áo 13 rồi 13 ít nhất nha mấy chị nha. Rồi đó em bán hàng này được á, bán ở shop mạnh lắm mấy chị, lâu lắm rồi nó có đứt hàng với lại có về á, em bán còn bao nhiêu mới đem qua shop mà có khi nào còn đâu, bán không hết thì shop không có. Mười mấy ta kệ xăm cho chị Tinh Trần. Mã này 13 hả? 13 chị. Rồi rồi, rồi 13 13. 13 chị Ánh Giang chị Đẹp Trần. Rồi còn bộ cuối cùng hết này. 13 chị Ngọc Hương là rồi ok em hết nha. Chị Nguyễn Thúy. Rồi. Trời ơi, đen này á, quần nó có hai màu để em để chung cho mấy chị. Giống em mặc luôn nè. Nhìn kỹ quần không mặc nè. Rồi nãy giờ tôi sợ mà tôi không dám cởi cái quần này ra mấy má. Nè. Tại vì sao không? Nhìn quần bé tị à. Em sợ mọi người nói là về nhà mà không được. Đó mấy chị ơi. Đó mấy chị hỏi lại kêu sớm không có size đó nên không. Tại shop không hiểu rồi giao hàng tới đi hỏi lại shop kêu không có. Nói chuyện không hiểu chị thôi. Có nghĩa là chị mua trên line rồi mà chị đòi đổi size hay sao. Rồi 14 nhìn thẳng nha. Nó mà giống y chang luôn, quần giống y chang. Tại vì em ngồi nó giật chứ nó nằm xuống dưới đây nè nha. Rồi chốt em mã 14. 14 rồi, giá 105 khách hàng cũ thấy hết hồn chưa. 14 rồi, chị Nhung. Rồi nó khác nhau cái quần nha mấy chị. Nó là chị cũng gọi là shop tay lên chị. Nó là cũng eo dò hết. 14 chị Lê Thơ, chị Đỗ Kim Liên, chị Tuyết Phương Nguyễn Thị. Rồi 105. 14 chị Nguyên Nguyễn. Rồi trước 175. Rồi mà em bán ở shop của hà ở quê em á, miễn đẹp là mua hả. 14 chị Trương Thị Ngọc Xuân, chị Thành Khoái. Bây giờ là lấy được hàng rồi. Ôm hết lô, còn bộ đang mặc nè. Rồi 15. Màu đâm quần cam nên Thảo không dám để. Không không, tại vì cái màu, cái màu này màu cam. Rồi thôi, để tách ra cho mấy chị. 15 giùm Thảo đi. 15. Trước em bán hàng này cháy kinh lắm. Nhưng mà nó về nhiều, có đợt này là nó về ít không mấy chị. Do là chắc giải dốc nó lên rồi nó cũng không bỏ sale cho mấy. Rồi, nhanh giùm em Thảo. Em đang mặc trên người thấy vùi, mua giùm em. Rồi 15 giùm Thảo nha. Rồi 15. Mấy cái phơm đồ này thì nó đâu có nói ký được đâu. Rồi mấy chị thích mặc phơm nào cũng là thôi. Chứ mua vậy mua không được đâu, chị Cúc Nguyễn Thị. 15 chị Trần Ngọc Nhi. Rồi 15 giùm Thảo. 15 chị Thanh Thúy. Rồi Trần Ngọc Nhi, Thanh Thúy nè. Trời ơi quá trời rồi đó. Rồi nhanh nhìn đi. Thấy chị Ngọc Hà ơi. 15 chị Ngọc Trang. Rồi. Rồi chốt 15 nhanh. 15 chị Trịnh Diễm. Rồi 105. Anh Trần em lấy số. Chị Thanh Trúc. Rồi còn bộ cuối cùng rồi em thảo hết nha. Nè ngồi đó nó nhiều phơm lắm, em dơ từng cái cho cái đai gùn của nó cũng khác người ta thấy chưa. Ồ giải định lắm, nhận về thử đi bé, ăn ít thôi chị Xuân Diệu ơi, 1-2 viên thôi mỗi ngày thôi nhá. Đồ bổ thì bổ, màu ớt không phải cái gì cũng tắm vô là tốt không mấy chị. Rồi 16 có ít nè, 16 có 3 bộ à. Rồi 16 chị Huỳnh Vi. Rồi còn hai bộ nó hết 16. Rồi 17. Trời ơi giải của nó thì nói rồi. Tôi điện thoại 1 năm chưa thu hái thôi đã siêu lòng người rồi. Bây giờ qua tới thu Mỹ. 16 chị Hội Trần Thị Bích. Rồi 17 giùm nào. 16 chị Định An là em hết. Rồi 17. 17 em được 4 bộ à. 17. Tối điện thoại là 159 nha. Tối điện thoại 159. Nha họa tiếp của nó ví dụ như cái này là mã chữ F, cái chữ V, cái chữ D vậy đó. Hết 16 rồi. 17 không à. 17 chị Hội Trần Thị Bích. Rồi 17 giùm em nha. Hết 16 mấy chị. Ý là mọi người mua không ra chứ. 17 chị Thu Kim. Rồi. Chị Nguyễn Thị Huyên. Rồi. Chị Ba Khanh. Rồi hết. Rồi 18 là hết hàng luôn. 18 là hết mẫu này. Kẹo xăm chị Thanh Huyên. Rồi cho em xin 18. Kẹo xăm ngậm đúng đỉnh đúng không. Nhưng mà ý là đừng có ngậm nhiều nghe. Ngày dưới 5 viên giúp em nha mấy chị nha. Em mua một cái áo khoác, em nó lấy size 70kg, shop nó đâu có size đó, shop không giao tới đâu rồi, shop vợ rồi, tao sao không được nên không giao. Trời ơi, chị Hương Đỗ đúng rồi. Chính xác rồi. Lúc em like ở trên like, chị thấy vừa thì chị mua. Không vừa thì mình đừng có lên bill. Mua xong đã rồi, phải điện thoại lấy đúng cái size đó mới chịu. Lúc em like chừng nào có size thì comment đại đồ, xong bắt bên em phải giao đúng size. Số ký của mình thì sao được.
rồi xả hàng của em ra thì đúng rồi, xả thì bên em xả thoải mái. Ví dụ như em mặc bộ đồ này lên chị cũng mua, xong cái chị nhắn tin cho cái Toán lấy bộ đồ nãy Thảo like là bộ này là chị comment rồi, xong chị nói là phải lấy cái size theo chị mong muốn chị mới lấy. Vậy thì cái bộ đồ này chị comment là được cho ai bây giờ? Đúng rồi đó chị, qua số khoái mua giúp em nha, cái Toán không có size nha chị. Ờ đâu ra em, mấy chị mua hàng kiểu đó, mua mấy chị lựa hình á, người ta trả lời mấy chị bằng inbox á. Còn mua like trực tiếp thì mua sao bên em giao vậy? Mua cho đã rồi bắt tụi em phải giao đúng ý mới chịu, đúng cái ý của mình suy nghĩ. Ví dụ như giờ mẫu này em mặc trên người đi, mấy chị kêu em giao cho mấy chị form 80 kg. 19 thì chị ơi. Nhưng mà mấy chị vẫn mua nha, mua xong rồi em tí nhắn tin lấy cho chị form 80 kg. Ở đâu ra mà lấy mọi người, em bán trực tiếp mà. Chị mua hàng vậy ra shop mình mua là được nha. Chứ còn bên đây là không shop nào làm được điều đó đâu. Chị nhận được 5 cái rồi, vải đẹp lắm em ơi. Có đặt đơn là có hẹn, chị nghĩ biết rồi. Rồi cho em xin mã như vậy. 19 thì chị Hồng Dỗ. 19 hả? 19 ăn mặc hả? 19 ăn mặc. Rồi 19 chị Hồng Dỗ. Trang. Rồi 19 chị Bùi Thị Thúy Lan. Rồi chị Nguyễn Thanh Nhàn. Không có gửi thì thôi. Ừ mấy bạn xả ra mắc gì gửi đó. Chị không lấy là mình xả đó chị Hương Đỗ. Thôi em chào chị nha, mình không hiểu thôi em giải thích nữa chị. Thôi em chào chị nha, chị có phép mua giúp em, chào chị. Rồi 20. Em nói vậy mà chị cũng không hiểu nữa, chị nói chị không có xả. Thì đúng rồi chị đâu có xả, chị không lấy thôi. Rồi 20, chị không lấy cái hàng chị chọn. 20 ở được có 4 bộ à. Có 105 thôi. Nhé chị Trâm nghe tin không, DT 105 nhé chị Trâm. Rồi 20 105 chưa mua được cái áo của nó. Rồi 21 chị Ánh Giang. Rồi 21 20 chị Thanh Thúy. Rồi chào chị Bích Trần, để tê về nè chị Ngọc Bích Trần. Để tê về, để tê về. 21 cưng chưa? 20 còn chị. Rồi 20 còn bộ cho chị Nguyên Trần là hết. Rồi biết gì thôi chị. Rồi chốt nhanh dùm em, cứ ngồi vậy mất thời gian của em. Chào chị nha, giải thích nghe không chịu hiểu nữa, thu luôn. Rồi 21 hình nào chị nhận đồ rồi. Thảo quần 2074 đẹp quá Thảo. Rồi 21 cho chị Ngọc Nhiều, chị rồi. Hoàng Anh Trương. Rồi 21 giúp Thảo. Quỳnh 21 cho chị Ánh Giang. Mới nhận áo đẹp xuất sắc như nhà Thảo hết. Cảm ơn. Quần 2074 hết hàng rồi. Mai không kịp chứ không phải hết nha. Quần 2074 là mai không kịp. Thợ đang may mọi người, cho thợ may cái đã. 21 cho chị Lê Hồ Ngân. Cho thợ may xong rồi mới like chứ. Chứ bây giờ nhận đơn rồi tới lúc đó rồi không có sai của mấy má. Mấy má như đợt trước mấy má chửi con te tu tê tả tí. Chính xác không? Về nhà mặc theo kiểu này nữa cho Thảo nè. Đấy. Nghe lời Thảo tin Thảo đi. Xong rồi đi du lịch mang đôi giày bóp nè. Không thì mấy chị mang đôi giày bata vô. Mấy em ơi mang giày bata vô. Chụp tấm hình hả ba? Ủa như mày? Quên rồi. 22 chị ơi. 22. 22 giùm Thảo. Quần của nó nè. Cái xăm cho chị Hương Nguyễn. Cái xăm người lớn ngậm một ngày không quá 5 viên. Nhớ giùm Thảo nghe, Thảo luôn dặn hết. Nhớ giùm 22 chị Nguyễn Hương Nguyễn. Rồi 22. 22 chị Ngọc Trang. Rồi. Nhưng mà đâu phải là hàng dạng giống như bán kiểu đẹp đâu. Nhận về đi coi vải. Coi vải và coi tên tuổi của nó nha. Tại vì có tên rồi. Giống như mấy chị mua hàng mà mấy chị ra mấy chị kem đánh răng. Lấy cho chai BS nha. 22 chị Nguyễn Ngọc Dung. Rồi cho dầu gọi chị Quanh Kiều, ok chị, dầu gọi giữ phiêu lại nha chị nhá. 22 chị Phương Nguyễn, mua dầu gọi giữ bill giùm em nha. Gọi một lần không thích cho đóng gói trả về, bên họ có shipper tới lấy hàng. 22 chị Quanh Lê. Rồi. Này hồi nãy chị nào không mua được màu hồng với màu gạch nè, quần. 23, em mặc áo cho. 22 hết rồi chị ơi. 22 còn nè, 22 chị Nguyễn Nguyên, 22 chị Tân Châu. Mới nhận cái đợt bộ 107 đẹp lắm Thảo nó đó. 107 cho đoàn 107. Mới nhận bà ba đẹp lắm em ơi, cảm ơn chị Nồng Thắm. Cảm ơn chị Tiết Phở nha. Lúc nay em chưa có hàng. Ý là bộ đồ 107 là bộ đồ pyjama ngày hôm qua. Cái mặc là 23 luôn. Cái này 105. Đó mình thấy không? Chị Lê Trần Thị. 23. 159 chị Tuyền Kim. 23 chị Đặng. Rồi. Kẹo xanh cho Lê Thị Trân, kẹo lên cho chị Thảo Vi. Kẹo xăm là không ngậm quá ngày 5 viên. Rồi 23 cho chị Nguyễn Thị Trâm. 23 chân. Rồi. Còn bộ 23 chị Kiều Dương là em hết. Rồi hết 23. 24 được có như đây nè. Em hết rồi chị Minh Liên ơi, Thảo hết rồi. Dạ tối nay là đầm bà ba áo dài. Nghe nghiện chưa? Chỉ có điều ế mọi người. Không dám lên luôn á mấy chị.
Dạo này tương tác nó bóp đến mức mà em nói mấy chị nghe, mẫu nào mà trên 300 không dám đụng tới nó luôn á, đụng tới nha. 24 chị Trần Vũ Văn Bình. Có về rồi em like cho chị. Có về mới like được. Mẫu này có túi nha, có mấy mẫu có túi nữa nè. Có túi thường quần lũng dài mới có túi. Chúng mà quần nào không có túi tại vì 24 chị Huỳnh Lý Nguyễn. Tùy vô thiết kế của người ta. Quỳnh Lý Nguyễn 24 bạn. 24 chị Thanh Thúy. Rồi hết. Rồi 25. 25 được có 2 bộ thôi. 25 DT em bán mua quen rồi đến mức mà hồi trước á là về là em chỉ cần lai chung với dạo mấy hàng đi. Nhưng dạo này em gom nhưng mà nó nửa năm mới có một lần đó chị. Rồi trước Tết mấy tháng thì có một lần á, nay tới nay á. Đang mặc là 25. Rồi 25 nè. 25 chị Huỳnh Phi và chị Ánh Giang. Rồi ơi nè, bộ đồ nãy giờ. Nè mấy chị thấy không? Nè. Nãy giờ không dám cởi cái quần ra, mặc cái quần từ nãy giờ luôn, mặc vô để cho mấy bà biết cái quần đó. Hai kiểu xong chị Đình Thường lai áo, áo là buổi trưa đó chị. Áo là buổi trưa á. 25 em không có sếp nào bán mặt thử nhiệt tình như thế vậy không hả? Thử với chị mới biết phơm chứ có nhiều chị không thích nó nha. Đây, đây ví dụ như có nhiều chị mà theo phong cách mà lớn tuổi á, là nói xảo ơi sao mặc được dài đâu. Xong kêu là trời ơi em mặc sao thấy nhỏ chị về chị mặc thấy bự đây. 26 chị Hằng Trần. Thấy không mọi người? 26 chị Nguyễn Quốc Tuấn. Rồi, đó là em mặc cho mấy chị biết được chính xác cái phơm của nó. Chứ mất công dấu lá càng xoay chị ơi. Hàng này vừa trẻ vừa dễ thương nhưng không lố lăng gì hết trơn mấy chị. Mặt để làm tạo ra một cái sự năng động. Có nhiều chị người ta không thích phong cách này. 26 chị Yến Trần. Nhưng mà hàng này mặc lên cực kỳ dễ thương nhẹ nhàng. 26 chị Hương Nguyễn. Chị Hồi Thanh Hằng. Rồi. Chị Năng Động Nguyễn. Còn bộ cuối cùng. Rồi hết. 27. Chị chị Hạnh Trần lại hết. 27 đó Thảo phải thử. Rồi mọi người nhìn ra. À, ta không thích thì ta không mua. Còn ví dụ như giày. Rồi ví dụ như em ngồi nha. Em dơ cái áo lên giày. Đây. Thảo dơ áo lên giày. Rồi sao mấy chị biết phơm gì mà mấy chị mua. Đó. 27 chị Nguyễn Ngọc Dung. Nhìn thì không ra tưởng tượng ra hết thôi. Không, nó không tính đáo mà nó dạng gọi là đồ khung, đồ năng động. Còn khung mà khung bình thường thì ở nhà mà còn mấy này khung là mấy bạn trẻ trẻ hoặc là mấy chị mà thích thắt tuổi á. Rồi 27. Xong rồi chị đeo thêm cái túi điện thoại vô nữa. Đây đeo cho, đeo cái mắt kiếm vô. 27 hai bộ chị Thanh Minh Liên. Này mấy chị đi đảo đi đồ chơi. Hai bộ hả? Dạ. Rồi bộ chị Vin Vin. Còn bộ cuối cùng. Còn bộ chị Phương Nguyễn. Chị mê bộ DT ngạo lắm hả? Hả? Vậy chung lắm. Em còn mấy cái áo á. Mọi lần mấy chị thấy em đi du lịch em hay mặn không? Ủa cái áo vàng nữa đâu rồi? 28. Hai chấm. Em nhận về mọi người không còn nói được gì, mọi người không nghĩ sai về bộ đồ. Còn bà nào nghĩ sai về bộ đồ thôi luôn, em hết đường chối cãi. Em hết đường hướng dẫn luôn. Nghĩa là mấy chị thích quá, mấy chị mua dù không đúng sở thích của mọi người chứ không có sợ lầm. Rồi, hai mấy em? 28 chị cho chị. Thôi thông cảm nha, mọi người cho em nọ. Mặc đồ phun lại em nọ, phải xăng tay áo với chị nha. Mới nhận pyjama phơm mặt rất chuẩn được mấy sắc hoa. Hai bộ rồi hả? Dạ. Cảm ơn chị. 28 chị Anh Lê. Rồi. Có 105 rồi chị. Em mặc 28 chị Nguyễn Lê, chị Su Mi. Ăn mặc áo thun em hay xăng tay áo. Không chị. Thói quen từ đó giờ nhỏ lớn. Rồi 29. Không ký. Đối với nó không có ký mọi người. Đối với nó không tính ký. Đồ này chỉ tính thích với hồng mà không tính ký. À. Có tính ký được. Thay giỡn lại em chị Nguyễn Tuấn rồi. 29 có 4 bộ thôi. 29 có 4 bộ. Rồi, à, thấy không? Xúc con bà sát chưa? 29 chị Hình Vi. Sao không lấy cái xe mà cái đẩy á nha. Nhẹ cho nó nhẹ. Rồi, 29. 29 chị Thảo Vi. Rồi, em Thảo hết 28 rồi. Vào xã cho Minh Lê. Nhận gọi giờ mới dám mua xã đúng không? 29 chị Hồng Đỗ. Rồi, 30. 30. 29 còn bộ chị Hương Ngọc lại hết. Rồi 30. Rồi đưa em chị cái bộ trắng thôi Phúc. Bộ trắng nằm trên. Rồi 30 giúp Thảo nha. 30 còn có màu này nữa hết nè. Pyjama có mấy bộ nó làm 30 chị Lê Việt. Rồi 30 chị Hương Hằng Huỳnh. Rồi còn 2 bộ 30 nữa. Mấy chị mua nhanh bộ này nha để hộp nha. 30 chị Mi Hà. Rồi còn bộ 30 nhanh.
không mua mấy hả? Còn bởi chị Hương ngàn lại hết. Bộ đầu lai thảo mặc á, còn màu xanh lá nè. Màu đen nữa, màu đen dưới hình cô gái nữa các em. Đó, tìm mấy bộ đó cho mấy chị mặc mua trước đi thôi mấy. Bộ này là bộ y hình nãy thảo đầu lai thảo mặc luôn. Mấy chị về mặc mấy em nha. Mấy bạn bằng tuổi thảo, nhỏ tuổi não thì mặc theo kiểu dấu quần. Mấy chị lớn chung chung tuổi thì mấy chị em chỉ nè. Một là không thích bóp vô thì cứ mặc theo kiểu này. Đeo cái túi vô. Mấy chị hỏi biết hỏi ai không? Hỏi chị Hồng Nhung á. Ôi mặc dễ thương cực kỳ luôn. Nãy nhiêu quên nữa. 31 rồi, 31. 30 hả? 30 thở hết rồi. 31 chị Hồng Nhung. Cái quần giống cái Trang thảo mặc luôn. Thấy không? Thấy nhỏ xíu mà phải kéo ra. Rồi mã 31 đi mấy chị. 31 tỷ 130 nè. Tỷ 130 về bán lẻ nhiêu? Chị Trần Vũng Hưng Bình. Rồi. Chị Thảo Vi, chị Nguyễn Ngọc Dung, chị Trịnh Diễm. Rồi. Chị My Hà. Rồi. Chị Biên Biên. Rồi. Chị Chướng Bồi. Rồi. Chị Hồng Liễu. Rồi. Chị Lương Nguyễn. Rồi. Chị Trần Thị Chi Hoa. Hết em. Rồi có bộ trắng ở dưới tại đôi chị luôn. Rồi 32 hết 31 rồi, 32. Rồi 32 giúp Thảo, đó, chỉ cho đừng có chê. Thấy Thảo mặc đẹp với nó dễ, áo bự chảng xong mà. Nó không, nó ngu nó làm bự mấy chị. Bự tốn tiền giả chứ mà cũng gì. Rồi 32. Tại người ta tạo ra cái kiểu đó mặc không trẻ trung, về nhà. Muốn mặc giống Thảo á nhưng mà sợ người ta nói mình mặc lố lăng, sợ sợ trẻ quá. 32 người mà trẻ 50 tuổi mặc được mà. Đó. Lố lăng cái gì mấy chị, tại mấy chị không chịu trải nghiệm. 32 mấy cái em. Một cái chị. Rồi. Chị Mỹ Hòa, chị Giao Huy. Chị Mỹ Hòa lên thì chị đi hàng nhanh đi chị ơi. 32 chị Binh Binh, chị Chương Bồi, tạo chị Nguyễn Kiều. Vậy chứ xài kem chi cho trẻ. Tại miễn phẩm chi cho trẻ, mua áo chi cho trẻ. Đâu có phải là quá tuổi của mình này kia đâu. Có nhiều bộ chị quá. Thôi mặc cái này nhìn 32 chị trẻ quá. Chống tụt chị Khánh Ly. Nếu mà bộ đồ nhìn trẻ quá là nên mua nha. Có nhiều chị vô shop em làm tập em chỗ hơn bộ này. Mặc vô nhìn có trẻ quá không? Chứ nhìn sợ người ta cười không? Làm khỏi tư vấn luôn đi chỗ khác luôn. Chừng nào người ta mặc vô người ta chơi mình già, mình sợ. Nhưng mà đừng có quá tuổi của mình. Như có những chị, những cô làm xui làm da rồi mặc rất là hiện đại nhưng cũng không kính đáo. Tức là tùy sở thích cá nhân của mỗi người. Mà em nó không có quyền nhận xét. Nên là nhiều chị kêu vô tư vấn bộ đồ mặc để trẻ đi. Em đưa bộ đồ xong kêu thôi trẻ lắm. Mà phải chi mà em tư vấn bộ đồ dây nhợ đi kia à, mỗi người sở thích nha. Mới nhận được rồi rất tuyệt vời. Ghim cái nghiền tục thì Thảo Phi. Rồi mã nhiêu quên rồi 33. Rồi mã 33 đó. Cái này là mấy chị mặc à, mấy em là mặc theo kiểu này. Còn Thảo thì Thảo mặc theo kiểu này là nếu mà là Thảo nha. Là Thảo có nhiều rồi, mọi người thấy em đi du lịch em hay mặc không? Mọi người thấy em hay du lịch em mặc như thế này. Đó, đó là mặc như này. Còn mấy chị đóng thùng thì khỏi bàn cãi. Đóng thùng nó sẽ như thế này. 33 chị Thắng Tài. Ok tại. Chưa, còn không giờ mấy chị chỉ cần đạp lại thôi. Để mình lấy cái vật của nó thôi. 33 chị Biên Biên, 33 chị Thị Kim Oanh. Rồi. Chị Úc Phan. Rồi. 33 giùm em. Tối nay lên bà ba. Rồi, 33 chị Thành Phát. Rồi, 33 chị Thành Phát nè. Đây mấy cái màu này 159 mấy chị mua nhanh em đi chị Hải Võ ơi. Rồi, màu 34. 33 đẹp trần, 33 ngọc kiểu. Rồi 33 Vũ Hiền. 33 An An. Hết 33. Hết 33. Hết 33. Rồi 34. 34. 32 còn cái chị An An. Rồi 34 giúp Thảo luôn, 34 34. Về mấy chị muốn mặc kiểu chi vậy mà dễ lắm, ốc khung mà. Rồi 34, còn đóng thùng là không suy nghĩ về ký nha. Đóng thùng là ký té gì bỏ qua hết nha. Rồi 34 được có mấy em nè. Nhưng 34 đặc biệt là quần là đi caro. Em cho mọi người coi lại cái quần nha. Đây cái quần của nó nè. Da mặc hai lớp quần cẩn thận đây. Cố mặc cái quần như vậy đó. Rồi 34 chị Trần Nhung. Chị Tiến Hoàng chưa có thân thoại em bên đơn. Rồi 34 giúp thật. Như đây, có như đây thôi. Nó mỗi mẫu nhiều nhất á. Nhiều nhất có vậy thôi. 34 chị Lê Hồ Ngân. Rồi, Lê Hồ Ngân có 34. 105, trời ơi, hơn 100 ngàn, mấy ngàn bạc thôi. 34 chị Vi Trương Vi. Rồi, Châu Hiền. 34 chị Thoa Lê. Rồi. Rồi, 35. 35 là màu trắng. Có đợi xíu lên màu mấy bộ màu đen cho.
Rồi cho em xin màu 35. 34 là màu cam. Rồi 35 với Thảo nha. Về nhà mấy chị gói cái này chung với mấy cái quần tay đóng thùng vô cũng đẹp, giống như hôm bữa em mặc cho mấy chị đó nha. Còn không mấy bạn trẻ mặc cái quần rin vô xong mặc thành cái form dấu quần. 34 đẹp luôn. 34 còn. Trang Ngọc. Trang Ngọc ok. Đừng có với chị Trần Thị, chị Ngoan có với mã nào ra mã đó giúp em. 35 chị Ngọc Hương, chị Trương Nguyễn. Rồi. 35 là thả mặt nha, quần caro màu trắng. Đừng có với mã nào gửi lên rồi mua cả khác giùm em. 35 chị Hương Ngọc. Rồi. 35 chị Hân Thành. Rồi. 35, em đang mặc 35. 36. Mỗi size nó ý là mỗi màu nó không có nhiều nên phải lướt cho nó lẹ. Sữa rửa mặt, không sữa mặt không có chương trình không nhận hay Trang ơi ơi. Thôi không có chương trình mấy chị gọi cái tán lấy đơn từ 10% ra cho nó tâm đặt lên like thấy nó đặt là nó bị nhầm đơn. Ai mà đặt ngoài like nhớ ghi mở ngoặc ra 10% nha, còn đặt chương trình nhiều khi nó bị kẹp á, nó bị kẹp với chương trình hồi tối là xong luôn. 35 cây Trang Ngọc nè, ok. 36 thì chị Thảo nè, rồi chị Khoan 36 nè, 36 rồi Diễm Tina 36. Em đang mặc là 36 nha mọi người, quần lửng. Thường cái quần mã phơm lửng cỡ này là nó sẽ làm túi. Rồi ok chị đó như vậy đó, không bị lộn màng. Rồi mã em mặc là 36, thua bộ đồ thường. 36 chị My Hà. Rồi 35 còn chị, 35 còn luôn. 35 chị Hà Nguyễn. Rồi ok chị Tí Lan. Rồi Tiết Hoàng không có thấy mọi nếu lên đơn nha chị ơi. Rồi màu hồng là 30, ba mấy vậy? 37 chị nhận chị. Áo rồi cái nào cũng đẹp hơn, mong đợi rất tuyệt vời. Cái gì vậy cầu đen? Chị 6 là đen hả? Đen. Rồi chị okay. An Ngọc, chị Lê Hồn đó. Rồi còn bộ hết hết hết. Ôi ôi 37. Ê 36 hết rồi, 35 cho Ben Nguyễn nè. 35 là màu đen, 35 màu gì? Cago, cago. Cuối điện thoại chị Huệ Vũ, 36 hết rồi. 37 chị Hậu Lê. Cuối 159 lấy đại đi mấy chị. 36 hết rồi, em đang mặc màu hồng 37. Hết 36 rồi bà con mình ơi. 30 bỡ. Để kia đang cố gắng tối coi kịp không để like khai trương bên phòng mới thì... Chứ buổi tối em mới like cho mấy chị được hàng tiểu chứ. Giờ này sắp ít nên họ chỉ like vậy thôi. Rồi Kim Nguyên 37, Minh Huy 37. Chị nhận được pyjama mê chất quá. 37 chị Lê Hồn luôn. Ê nói nghe nè, gan ha. Chưa nhận được hàng mà dám mua hồi tối. 35 màu trắng còn chị. Rồi còn 35 chị Hương Nguyễn. Rồi 36 em hết chị ơi. Hôm qua mua thêm mấy chục bộ đó cưng. 37 chị Nha Ngang. Đâu phải lúc chị. Nào Thảo thích là mấy chị thích đâu. Màu hồng còn chị. Hết hồng nha. Rồi màu vàng là Paris là hết rồi. Hàng này là đúng hàng hè luôn rồi. Đúng hàng mùa này luôn rồi đó. Không lên giá thôi chứ. Nó chơi tại ế nên bán vậy đó mấy chị. Mùa này là ế chổng ế chợ. Ế bơ dơ mấy chị có nhỉ. Có mấy hôm á mọi người. Má đang mặc 38 nha chị ơi. Có mấy hôm á mệt quá định nghỉ. Rồi nói thôi mới đang ế nghỉ sao đủ đơn cho nhân viên đóng hàng. Dạo này mọi người biết đơn của em ít hơn á mà. Do là các bạn vừa phải làm hàng mà vừa phải dọn kho á. Nên mới 105.000 bội gì đó chứ em mới nhẹ đầu á. 38 là cho chị Cúc Nguyễn Thị, cho chị Cẩm Tú Cầu. Rồi 38 em đang mà. Thấy chưa? Mỗi lần có một mã mới mọi người mong là mọi người sẽ khen cho mấy chị kia dám mua nha. Chứ không người ta không tin. Cho chị Hoa Kim. Rồi. 38 em đang mặc 38. Lấy cho chị Ca Hà Trân cái. Túi trước. Rồi. Mẫu nào là có túi là em sẽ báo hoặc là em dơ cái quần lên cho mọi người coi nha. Rồi 38 màu vàng nè, cái này dành nha. 38 là chị Nguyễn Lam. Cái này dành phải nhiệt tình luôn nha, không có dành thường được, phải bấm lia bấm lịa nè mọi người. Cái áo khung Mỹ giấu quần cỡ này một bộ 105 mà rẻ nhất từ xưa tới giờ. Rồi 39 nghe lời Thảo mặc giống như Thảo đi là không có kiểu bị lố lăng, mạng thêm đôi dây bata vô nữa là đỉnh của Tết. 38 thì chị Trịnh Hằng. Rồi 38 Trịnh Hằng. 39 nhung lớp nè. Rồi 39 cho cầu đen. 39 chị Giang Phúc Phạm thì chị Đinh Đinh. Chị Nguyễn Ngọc Dung. Rồi 39. Trời ơi
rồi. Ba chín chị hồng đổ, rồi. Chị hoa kia rồi. Chị hồng liễu, chị rồi. Liễu hết, hết hết hết. Ủa này cắt hết bao luôn hả? Chưa còn hai bao nữa không? Giờ có gần chục mấy. Có gần chục bao mấy. 40. 40 40 40. Đó, nhìn cái quần tí vậy nè, này mặc vô nè. Thấy không? Trời ơi, giảm ba nước luôn. Rồi 40, 40 em có 4 bộ thôi. Em giấu quần luôn nha. Rồi chốt em mã 40 lá chị Nguyễn Ngọc. Rồi. 41. 39 hết trơn rồi. 39 không hết. 40 chị Khoa Kim. Rồi 40 chị Khoa Kim. Trời ơi 1,5. Rồi. 40 Khoa Kim lên. 40 chị Lê Hạnh. 39 hết trơn. Còn chị Ngọc Hương. Bộ cuối cùng. Bộ không mặc là 41. Đó. Em mặc theo phong cách. Bộ 40 chị Châu Phượng em hết. Rồi 41. 41 màu đẹp không? Màu lạ nữa đúng không? Hết 40 giờ. Hết 40 giờ. 41 chị Khoa Kim. Rồi 41 chị Khoa Kim. Em đang mặc là 40-41 quần này nha. Quần cargo. Phải mặc lẩu lại nha mấy chị. 40 hết trơn rồi. 40 hết rồi. Áo 95 để ngày mốt đi. Ngày mốt đi em nào like cho. Không biết mốt thiệt rồi không hay là tuần sau á. Cuối tuần sau đi. Chị Cương cũng hết 40 rồi mấy chị. Hết 40 rồi 41 rồi. Ở mấy mình nhá nhá. Không nhá nữa. Nhá gì nữa. Có chị Kim Hoa. Ra tới đó rồi còn nhá đâu thôi nhá. Ủa cái quần của cái đây này là chị 41 chị Nguyễn An Thương rồi. Chị Gia Huy. Rồi. Nhá gì lộ lộ rồi còn khỉ móc gì đâu rồi nhá. Mà cái đó có ba size mấy chị. Nó bị su cà na. Mà bộ đó em su quá. Em muốn lên cho mấy chị size 2X. Tại vì bộ đó mắc tiền lắm. Bộ đó mắc hơn kia nữa. Mà mắc gì. Có được 200.000 bộ mới lạ ở đó mà mắc. Ý là bộ đó là em mang quần tây chứ không phải em mai quần quần vải cho mấy chị đâu. Không phải vải vải lụa, không phải vải ống rộng đâu, mai quần tây đó. Nhận cái quần về kìa, nhận cái quần về xong là xỉu luôn. Sao mà mai bộ đồ được vậy luôn á. Mã nhiêu rồi em ơi? 42 chị. Rồi mã 42. 42 chị Nguyễn Lê. Trời ơi đỉnh chết chưa. 42 chị Nguyễn Lê giá 105 chứ mấy. 105 thôi. Rồi mặc đi chơi đi du lịch đồ. Mang ba ba ta vô. Đợi cái nón kết vô giùm Thảo lấy là kết liền. Rồi 42 giúp em. Giá 105.000 à. Dễ lắm người ơi. Nè hồi nãy chị nào muốn xem. 42 chị Khoa Kim chị Châu Phượng. Rồi Khoa Kim nè chị Châu Phượng nè. Rồi 40 mấy ta? 43 à. Đây mẫu này trẻ gì chị mua không được á. 42 chị Liễu Thúy. Rồi 42 chị Liễu Thúy. 42 chị Thúy Nguyễn, chị Hồng Dung. Rồi hết. Rồi 43. Rồi 43, 43. Mặc dấu quần được. 43. Nhận cục hàng nhỏ xíu có 3 chai à. Không, đơn sau này của chị lên địa chỉ đi hàng nha. À đơn trước cũng nhiều nhớ rồi. 43 chị Thảo Vy. Đơn bộ bi giá mà đúng không? Chị Khoa Kim. Lấy thêm chống cuộc. Không có sai, ai biết đâu lấy bà già. Trời ơi, 105 đó. 42 còn chị. 42, 42 là màu xanh nữa hết rồi. 43 chị Hồng Nhung. Rồi. 43 chị Dung Linh. Rồi. 43. Quần giảng hay trang như Hồng Minh Huy. Rồi. Huỳnh Minh Huy, Châu Phượng. 43, cái áo không đủ tiền mất tiền. Chị Lê Hồng Yến. Chị Lê Hồng Yến lên này chỉ như thế em nhanh đi chị ơi. Kìa cái kia giống 43 nữa kìa. Cái màu xanh. Rồi. 43 chị Trương Bùi. Rồi. Chị Thùy Dương. Trương Bùi chị... hết. Nè giống 43 mà là 44. Giống 43 mà đều 44. 14 chứ không phải 13. Rồi 4 giùm em. 44 44. Hết 43 rồi. Quần xuống mọi người. Nè quần là không. Quần mua 70 cũng được. 44 được có mấy bộ. Phải mặc mẫu ngay không. Em hết 43 rồi. Chị nào mua không được 43 qua 44 giúp Thảo. 44 105.000 thôi. Đã chờ nguyên bao lửng nó đem ra hết. 44 chị Thảo Phương Nguyễn. Rồi 44 chị Khoa Kim, chị rồi. Trương Bùi. Rồi còn bộ cuối cùng hết. Chị Trương Bùi lên địa chỉ với em chị ơi. Còn nhà Thảo đẹp quá mặc vừa sai là 44 chị Vi Trung Vi. Rồi hết 45 mặt nè. Đấy đây em cho tụi coi mấy cái phơm này.
Phơm này là hàng quy tay mà. Nè, nó mặc vô kiểu gì cũng được hết trơn á. Bỏ chị pin pin lạnh hết. Rồi 45 em. Coi like, coi like. 45 cho chị Nguyễn mặc rồi. Hoa kim, phương bùi, quốc quang, ngọc trang. Rồi, nó 44 rồi. Còn đâu nữa đâu, cho chị màu vàng luôn em. 45 còn chị rồi. Thảo Vy. Thảo Vy. Rồi còn 2 bộ 45 hết hàng. Kìa bộ màu trắng kìa, trắng rồi. Đó ừ, rồi 45. Toàn là bộ thú dữ không? 45 chị Nguyễn Thanh Nhàn mà chị Thu Thí Nguyễn làm hết. Rồi hết rồi. Nó tàn phơm dấu quần tốn giải lắm mấy chị ơi. Tốn giải cực kỳ tốn giải. Rồi cho em xin mã 46. 46. Ai chuẩn bị đi du lịch quốc liền bộ về. Nghe lời họ mang về ba ta vô nha. Còn thích nữa mấy chị mua về mấy chị đạp cái kim mấy xăng tay áo lên mặc cá tính. Hai gói cà phê chị Phúc Phan. Rồi ok. 46 pha kim nè. 46. 105. 105 về tới tay mấy chị chỉ mua được mà chưa chắc ở ngoài mấy chị mua có. Sơ mi 79 đẹp lắm nha hả. Sơ mi 79 là hồi trước á là đã không có lấy hàng đó, không có hàng để lấy tưởng là chứ xong là bán mấy chị thằng nghiêm 139 xong mới biết xấu chị ơi. Rồi chị Ngọc Dung không phải mình bán mắt mà nghiêm thì nó khác, mình được chọn số lượng, chọn màu sắc. Còn riêng hàng sale mình không được chọn. Nhưng mà được cái là thầu bán mạnh nên thầu ôm hết thì có rất là nhiều mã mà. Còn như là 100% giống nghiêm luôn. Rồi 46 em đang mặc nha mấy chị nha. Quần của nó sẽ là quần vàng, giống y chang quần đen nó mặc luôn. Chống cột cho chị vặt ăn nè. Mấy cây kẹp gấp áo cưng. À kẹp này đúng không? Này đúng không chị? À đúng rồi. Cho mấy chị coi cái này em hết rồi nhưng mà em cho mấy chị có cái mẫu nào ở đây không? Cục nào ở đây không? Nó cái kẹp ngang vậy nè. Mấy chị mua bộ đồ này về mấy chị có thể mặc thêm một kiểu. À em quên nó, cầu đen. Đúng rồi, chính xác rồi. Đó cái kẹp áo mấy chị về kẹp ngang vậy. Mấy chị nếu mà sợ không thích mặc theo phơm này, mọi người có thể mặc theo cái phơm này được nha. Cái cài áo á, để có gì em lấy thêm cho. Em lấy thêm về mấy mốt mà mấy chị mua áo em tặng thêm cho. Đây mặc lên xong mấy chị mắc vô kẹp vô. Dễ thương ha. Nó ra được một kiểu đồ nữa mặc cưng dễ sợ luôn. Đây để mặc cho mấy chị coi nha. Em hết rồi nên em không có bán cho mấy chị được. Tại bữa em đem ra em tặng cho khách rồi. Để mấy mốt em nhập thêm về em. Đây nè mấy chị. Đó mọi người thấy không? Mặc thêm được một kiểu vừa thời trang mà nó sao? Nó biến tấu thành một cái phong cách khác nữa. Còn cái quần là hồi nói nha. Nè. Nha, ý là cái mà em tặng mấy chị á. Đó nha, ý là em tặng mấy chị về mấy chị lại sử dụng vậy đó. Còn không mấy chị có thể ngắt ở trên đây. Tùy mấy chị muốn ngắt đâu ngắt hả. Đúng rồi chị Hương Dương. Rồi ok chị Hương Dương. Rồi lên mấy mẫu nữa rồi ợp nha mấy chị. Mấy giờ rồi? Ủa 12:45 rồi hả, nhanh như vậy. Trời ơi xúc bà sắc chưa. Xúc bà sắc chưa. Nhanh mẫu này nha. Quần nhùi, quần nhùi, quần nhùi. Mã nhiêu đọc mã tìm. 47 chưa? Rồi 47. 105 ngàn thôi. À không muốn nghiêm giá tại vì nhắc nghiêm giá mới công mất giá trị bộ đồ của em. Em kêu sợ mọi người à nhận xét nó tệ. Nên là lâu lâu em thảo sẽ báo giá cho mọi người nha. Rồi chớ giùm em 47 liền. 47 chị Thanh Trần. Rồi 47 được mấy bộ nè. Nhanh giùm em. Có wow, resize chứ. 47 cho chị Hoa Lan. Cho chị Hoa Cẩm Chướng. Rồi. Cho chị Thanh Xuân. Rồi. Nguyễn Thảo, Diễm Tina. Em ơi lên hết mẫu này chị đem. Rồi Hương Nguyễn. Thu Hương. Hai bộ nữa hết. Chị Trần Vương và chị Bảo Tiền là rồi em hết nha, em hết nha. Đâu? Rồi. Bốn mấy? Bốn tám. Bộ đồ 7 ngày qua em lai hết rồi. Đó em chưa kịp đợi mấy chị nhận bữa em hứa mà ngồi em hứa sai rồi em kêu là đợi mấy má nhận đi rồi em like mà hôm qua em cặp tân em lên mất rồi vậy mà khách nhận tin em mua hay thì cầu đen hôm qua mua thêm mấy chục bộ. Rồi bốn mấy em ơi 48 48 được có mấy bộ à mấy bà. 48 màu vàng giúp thảo. 48 chị Đỗ Kim Anh. Rồi 48 chị Kim Anh. Rồi 105 hết. 105 hết rồi. Rồi 48 cho chú uống già. Tên đẹp quá à. Cẩm Tú Cầu đồ thì thành cầu đen đồ.
Rồi 48 nhân mã. 48 chị Lê Hồng Yến thì chị rồi. Rồi. Hai bộ nữa hết nè. Chị Nhiên Trần và chị Hoa Kim là rồi hết hết hết. Để luôn cho. Quá trời quá đất rồi. Con này là phân thường, phân bùn đùi thường, phân thường nó không có dấu quần. Đẹp quá. Trời ơi xuất sắc mọi người ơi. Bốn mấy em? 49 rồi. Rồi 49 đây. 49. Nghiện chưa? Rồi 49. 48 là bộ chiều anh. Rồi 49. Trời ơi giày mà đi chơi. Giày rồi mang bata thôi mấy chị. Mang bata không thôi bóp, không thôi giúp dây. Dây nhợ đồ á, không thôi nữa sành điệu nữa mua tổ ong về đem là xong luôn nha. Resize giùm em 40. 49. Chị Kim Huỳnh. Rồi. 49 chị 49. Nữ. Rồi. Chị Hồng Nguyễn, rồi. Chị Hoa Kim. Rồi, còn hai bộ nữa đây. Rồi. Bộ cuối cùng. Theo lâu điệu ý không cần xem mắt. Trước nha. Rồi 50. Hết mẫu này đi, mẫu này đẹp quá ha. Lâu kiếm hết mẫu này cho chị. Tại để trong 10 bao không biết bao nào là bao nào hết trơn. Cái gì đôi này đẹp lắm, chị mua cổ thảo hơn ba bộ này đẹp lắm, đồ này đẹp lắm. À, bà đổi tên hết vậy không, em kêu bả từ xưa giờ vậy đó. 105 một bộ chị hỏi chướng thôi, em kêu chướng từ lúc đầu tới giờ á, không biết sao em kêu vậy luôn á. Rồi chị Phương Hồ Thị Thu nè, nhanh giùm em. Còn cầu đen thì em kêu không, bả tên cầu nha, em vẫn kêu là cầu. Cầu nó còn đỡ nha, ai kêu đổi tên thành gì cẩm tú cầu đen. Bữa có mẹ kêu vô cũng là cẩm tú cầu, xong mẹ thấy mẹ không chịu rồi mẹ lên cẩm tú cầu đen, rồi con mẹ kêu bơm hàng rồi đi đầu. Rồi cho Dương Thí, cho Khoa Kim, cho chị Nguyễn Sen là thảo hết. Ở đâu còn mẫu này không, mẫu này đẹp quá. Rồi 51 giúp Thảo nha. 51 có nhìn thấy cái gì góp không? Rồi 51, quần su còn mớ, còn ít lắm, còn chắc còn 40-50 gì á mấy chị. Ai kêu ngựa ngựa anh chi, mà không giờ bơm rồi, bơm đi rồi cầu đen. Yêu nghẹt, bơm hai đơn sao á, mấy người tên cầu xấu xa quá rồi. Rồi 51 giùm em, canh bữa giờ không có lâu rồi mới có đó chú, vừa về ngày hôm qua mới cắt bao cái đợt, mấy đứa chưa cắt xong luôn em lai luôn á chị. Rồi cho chị Nguyễn Hằng nè, cho chị Hồng Nhung nè, rồi còn bộ cúng cô em hết nè, rồi cho chị Mê Linh Trần là hết nè. Em có mấy bộ cổ vét, cái vải tơ nè, cái cổ đằng kia coi, lại đây cho chị luôn đi, chị sale luôn đi. 52 nhìn qua phía bên trái, nhìn qua phía bên trái đang treo màu xanh kìa, lui lại một bước nữa. 52 không, xu chừng nào em like mua, giờ đừng có mua. 52 giúp em, ừ đưa ra chị xem luôn, tháo ra đi. Chị nào mua bộ này, bộ này 175 nè. 52 em đang mặc, 52 có 4 bộ à. 52 cho nồng thấm. 52 giá sỉ 140, mua số lượng ít là 160.000. 52 chị Quỳnh Nữ. 52 cố cố yêu sợ bỏ bill ra chị. 52 cho Quỳnh Phạm. 52 cho Kim Cúc. Có 105 nè chị ơi. Rồi 53 được 2 bộ. Lúc trước mua được bộ đỡ bữa giờ. Chị Thanh bạn mua. Bộ này của em thỉnh thoảng á, khoảng tầm 7 tháng, 6 tháng thì em có 1 lần. Rồi 52 đúng không? 53. 53 tao được 2 bộ 53. Rồi 53. Em thử đồ với cái tay em có chuột không? Giơ tay lên biết á. Ở vậy chống tuột đó. Bởi vì sao mà bán được chống tuột là vậy đó. Rồi chị Lùng Hương 53, Ngọc Trang 53 là anh Thảo hết 53. Rồi 54, để nó kiếm ra cái mẫu này cho. Từ cái mẫu này định không có chót luôn. Rồi 54, mùa này mặc cái này thì thôi rồi, với lại đi chơi du lịch đỡ, có thích mặc thằng này lắm. Rồi mùa hè bán được không? Này chưa hè em bán hết rồi, lấy chi mà hè em bán. Ủa năm mấy quên nữa rồi. 54 quý vị ơi. Mua đi quý vị. Mua em mới 53 em hết rồi. 54 em màu kem, nó có một màu rất là lạ mọi người, màu nó be be, màu nu tây. Rồi bữa giờ không mặc bà ba mua thử một bộ về mặc thử xuất sắc, vừa ý. Cảm ơn chị. 54 chị Võ Hoa.
54 chị Nguyễn Thúy, 54 chị Sen, 54 chị Khoa Kim, 54 chị Dung Nguyễn. Rồi, à, màu nâu tây giùm Thảo nha. Màu nâu tây, nâu tây, nâu tây. Nâu tây là phun Mỹ, em không nãy giờ chưa like cái nào phun Thái nha mấy chị. Chưa có phun Thái. Bán giá đó đấy, nhưng mà vẫn khẳng định lại cho mấy chị là không phải là phun Thái nha. Rồi, nhanh giùm em là nâu tây, ghi chữ nâu tây luôn đi mọi người. Nâu tây, màu này lạ nè. 54 em hết hàng. Rồi hết mẫu năm này hả? Rồi còn có nhiêu, còn mấy bộ nữa không? 55 cũng được. Nè 55 cho chị Thùy Trang Nguyễn, nâu tây cho Trang Lê là một luôn đi. Ai muốn comment gì comment. Rồi cho chị Thúy Anh Chu nè, 105 chị ơi. Cho chị Hằng Nguyễn nè. Nâu tây, cho Minh Lê, cho Yến Trần. Rồi Thảo hết. Còn một bộ màu vàng. Ủa mới thấy bộ đen đây mất tiêu rồi. Có màu đen không? Có đen không chị? Rồi vàng được một bộ với lại màu xanh ghi, ta chị đi qua. Xanh ghi, xanh ghi. Vàng với xanh ghi. Hết UA rồi, hết nâu tây rồi. Vàng với xanh ghi. Tôi sợ dành không kịp. Thấy chổng cẳng ở rồi dành không được rồi nội. Rồi màu vàng với màu, màu vàng với màu xanh ghi. À, xanh ghi em chốt cho chị Hương Nguyễn. Dạo này nó bán chậm lắm mấy chị không. Bộ đồ này là 175 nè mọi người. 175 của em á. Mọi người nhìn nè. Khủng khiếp chưa. Mọi người mua cái áo rồi mặc rồi cũng được nữa. Một cái áo dạng giống như là vest đó mấy chị. Em bán cho một người chưa lớn cho mấy chị 120.000 luôn. 65kg quay đầu dùm Thảo nha. Bộ xanh em bán cho 120. Ghi dùm em bộ xanh đi. Úp ú ù. Gọi điện hotline xử lý đơn dùm em cái. Bộ xanh. Bộ xanh ghi hết rồi hả? Xanh ghi em Thảo hết rồi. Xanh ghi hết nha, có bộ thôi à. Rồi bộ xanh này. Cái này em mặc lên mấy chị mới thấy đẹp. Rồi em sale cho 120 á. Rồi chốt nhanh dùm em bộ xanh. Nhìn cái quần này mọi người. Này 65 mấy chị mặc cũng vô tư luôn nha. Số em xanh đi bán 120 coi. Là giữ chờ rồi đó nha. Giữ chờ rồi đó. Vàng là cho chị Phương Khanh. Bộ xanh cho chị Lê Tiền. Mua đi em ơi hả? Cảm ơn mọi người đã quảng cáo. Rồi 120 cho chị Trân Châu. 120 cho chị Trúc Linh. 120 chị Võ Phương Mai. Rồi 120 Võ Phương Mai xé phiếu giùm em. Bộ đen quần đùi cưng quá. Rồi đen. Bộ đen cho Phương Phi Trần 105. Rồi xanh 120 cho chị Quỳnh Lành. Xanh 120 đôi cổ tơ. Rồi bộ em đang mặc đi đen đi nãy lỡ rồi. Rỡ lên được mã mà đọc đen mất tiêu rồi. Rồi đen giùm em quần nhùi. Quần nhùi, quần nhùi. Cảm ơn. Không giờ hết ghim nổi rồi. Hết thành thảo ghim rồi, điện thoại xa quá ghim được. Rồi chị Nguyễn Linh. Ghim phải chồm tới sợ té. Đen cho chị Lê Thanh Phạm. Đen chị Nguyễn Linh. Nguyễn Ly với Nguyễn Linh đều có nha. Để bơm miếng năng lượng vô các bạn. Sáng giờ 2 ly rồi mà chưa xin nhê. Dẹp à. Đen cho Nguyễn Thúy nè. Đen coi. Thanh Lê thế phiếu em chị ơi. Nguyễn Thúy Thanh Lê thế phiếu. Nguyễn Ngàn Bim Bim Ngọc Trang. Rồi Kiểm Quỳnh là hết. Kim Quỳnh Hồng. Trời ơi đều không lấy lấy gì. Hết biết lẫn quần chị. Hết đen rồi lẫn quần với chị. Nhớ nhịn quần nha, đừng thấy nó nhỏ nha. Em nhắc lại nha. Em đang mặc mẫu một cái trong mấy cái bộ đồ này nè. Rồi mã hồng giúp Thảo 1 giờ rồi lai nhanh cho mấy chị kia đi làm. Để em chạy quả tóc cho, nhiều mã lắm mấy chị. Rồi chốt giùm em mã hồng. Hồng em được 4 bộ rồi. Trời ơi, có trăm mẹ năm mà trước giờ làm gì có chuyện này. Mấy chị Long Sơn mua đi mấy chị. Ở shop em không có cơ hội để treo luôn á, chưa treo luôn. Hồng với vàng giúp Thảo. Đen không còn một bộ phong Mỹ hết. Đợt này là không có thun Thái. Nãy giờ em chưa thấy bộ trang nào thun Thái vô luôn. Hồng cho chị Nguyễn Thúy. Hồng cho chị Nồng Thắm. Hồng cho chị Khoa Kim. Rồi chốt cho em vàng. Còn nhiêu người khách ruột bà không? Ừ. Rồi nhanh giùm em nhé. Màu vàng giúp Thảo. Vàng vàng quần đùi nha mọi người. Quần đùi quần đùi. Ừ. Rồi nhanh giùm em là vàng 105 thôi. Ý là nếu không thường thì không nói lên đây. Rồi vàng cho chị Phương Vi Trần. Rồi nhanh giùm em là vàng.
Vàng cho An An, vàng cho Quả Hoa. Cảm ơn chị Châu. Vậy mới thoải mái chứ chị. Chị thấy em like có như ai đâu. Người ta like hai bữa, ta nghỉ một bữa. Hoặc là một bữa like bữa nghỉ. Hoặc là ngày nào cũng like, người ta làm một buổi. Còn em một ngày like hai buổi. Nếu mà không thoải mái, tư tưởng, tâm lý, không có nói chuyện bình thường, thì làm sao mà có thể sống 8 tiếng mà không phải là, không phải là mình được. Không, nếu mà Thảo like bình đơn giản nha. Ví dụ như Thảo like ngày, ngày sau không nghỉ. Hoặc là tối like trưa nghỉ. Thì buổi tối Thảo sẽ trang điểm, make up, nói chuyện nhẹ nhàng, tâm lý đều ổn định hơn. Còn này làm việc quần quật từ sáng cho tới chiều. Mỗi người có một cách lựa chọn cái làm việc khác nhau. Nhưng mà không ai có thể tồn tại nếu hơn một nửa thời gian trong ngày của mình sống phải là bản thân chính cái con người của mình. Không thể làm được. Đó là chắc chắn là khoa học luôn rồi, không phải thoải mái tư tưởng vậy thì mệt cũng nói được. Mọi người thấy em dạo này nói hay bị hụt hơi không? Từ hồi em bị bệnh tới bây giờ là cứ hụt hơi ngoại hoài luôn á. Thậm chí là có những lúc đi lên tới đầu là đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích luôn. Nó hụt hơi, nói chuyện điện thoại á, mà nói chừng hai câu cũng ngưng lại một tí xíu mới nói tiếp được. Nó không đi được ba nè. Nó nói vậy là nó hụt hơi, lạ vậy đó. Rồi nộp nâu cho chị Lê Thanh Ngân. Á lộn, Lê Thanh Vạn. Cái bộ này phải chiếm sâu like liền lập tức, lên liền. Rồi cho em xin là mã 57. Nhanh, 57, nãy gọi ấy nè. 57. Đơn này gặp đơn với tối nay. Rồi 57. Thì mấy chị cứ mua cho đủ đơn đi. Còn em gộp thì mấy chị cũng biết hai like rồi. Like này like thứ ba là tối vậy có một like nữa đó nghe. Đó là có like một like đó. Bộ nâu cho chị Bin Bin, bộ nâu cho chị Phương Hồ Thị Thu. 57 chị Phúc Phan. 57 là màu trắng. Rồi, 58 là màu đen. 58 quần nhồi. Quần đồ thì luôn, phơm áo sẽ ngắn hơn phơm quần lửng nha. Gọi là phơm thường, còn kia là phơm dấu quần. Rồi 58. 57 cho Khoa Kim. Rồi 58 như nọ. Nè mỗi có 3 bộ mấy. 58 cho chị Hoa Phượng. Rồi 58 với tên. 58 là màu đen. 58 là đen. Cảm ơn. Trời ơi. Rồi 5. Ủa, cái 59 hồi nãy em mặc một bộ rồi đó. Nãy mặc ở đây còn sót lại một màu mấy nè. Rồi 60. 59, 60. Không, thấy cái quần không? Rồi 58 chị Như Cẩm Đoan. Ủa 58 là màu gì? Ồ, đen. Vậy là nào này nhiêu? Màu đây 58 rồi. 57 màu trắng, 58 màu đen. Rồi 58 chị Như Cẩm Đoan. Rồi ok, màu Thảo mặc là 59 nha mấy chị nha. 59. Trời ơi, táo quả tâm tinh luôn. Vải của cái quần à, đúng không? 59 là 60 hay 59 cũng một mã nha. Rồi chị Tiết Hoàng nè. Rồi chị Khoa Kim nè. 58, 58 còn không? 58 cho chị Lê Hạnh. 59 cho chị Phương Trúc Thị Hồ nè. Rồi 59 còn bộ đang mặc nữa là hết. Còn bộ đang mặc nữa. Ôi dạ trời. Quần nhồi. Mong bộ đồ 107 thần thánh của Thảo quá. Vải gì không biết mà đẹp lắm à. Ý là mua thêm hả? Hết rồi. Hôm qua like hết rồi. 59 còn bộ. Rồi 59 còn bộ cho Yến Trần. Rồi ok em hết nha. Bộ này cho mã 61 đi nào. Rồi đừng đem đồ vô nữa nha. Đang đem vô hay vậy? Rồi chốt nhanh giùm em Thảo là mã 61. 59, 60 là 1 đó mọi người. Chứ em đọc là tân vậy đó. 61. À, mặc vô mà mấy chị đeo giày đi chơi. Trời ơi, có 105.000 thôi chị ơi. Có 105.000 thôi. Rồi cho em xin mã là 50. 61. Không có ghi 60 nữa. 60 nó trùng. Rồi 61 là cho chị Quỳnh Phạm nè. 105. Nhắc lại nha mấy chị. Ai khen giùm cái đi mấy chị. Lót xu để mở mấy đứa còn bao nhiêu bịch thôi. Để tối em like cho. Giờ mất công là không sẵn lắm. Chị tối vẫn gặp đơn mà. Rồi 61 cho chị Khoa Kim. Rồi 62 là màu vàng. 61 cho chị Diệu Tâm. Rồi chị Mê Linh Trần. Rồi em đang mặc là 62 màu vàng. Được 3 bộ 62.
60kg, 65kg đồ bình thường hết. Đồ này dễ mặc lắm. Hồi đó giờ rồi, có phải mới mẻ gì đâu mà quảng cáo, chỉ cần cũng mới thôi. Rồi 61 cho hướng dương. Em đang mặc là 62 màu vàng. Còn ai cẩn thận hơn thì ghi vàng 62 đó. Thì không thể nào không trùng được, ý là không thể nào trùng được rồi. Rồi 62 cho Titi già. Rồi em đang mặc 62 nha. 61 còn bộ nè. Lót xịn không nhận đơn nữa. 62 cho chị Trường Vi. Rồi 62 cho chị Trần Mây. 105, 105, đừng hỏi nữa. Màu nhu chay. Rồi chốt nhanh nhìn thật là 63. Màu vàng 62 cho chị Ái Hoa. Rồi 62 chị Hiền Võ. Giống như Chi lấy mấy bộ đồ đó cũng lâu lắm rồi đúng không? Cái bộ DT này nè. Mặc lâu mà không thái nữa mọi người. Ngày nào đi làm thì tối không thấy mặt đó. Mà thấy có đâu có, nó đâu có giãn theo kiểu mà trải giải đâu. 62 cho chị Thanh Trần. Ôi 62 hết rồi, Thanh Trần Sikua. Qua 63 mua tay. Nè chị này chị mặc suốt mà em thấy hay mặc. Tại vì mặc dễ chịu, mất còn thôi, sung mà. Nhưng mà mặc mà cũng không có kiểu mà, kiểu mà mình đi chơi mà không được. 63 là cho chị Ngọc Hương nè. 63 chị Linh Hương nè. 63 là màu ngu tay, để em kiếm lên cái màu đen cho mấy chị cho. 63 cho mẹ Phú Tôm nè. Rồi 63 cho Lê Trần Thi nè. 63 là màu ngu tay. Nhu chay, nhu chay. 62 em hết nha, 62 thảo hết. 63 cho chị Đạt Thanh nè. 63 là cho chị Phương Thanh nè. Không, Phương Thanh xé phiếu với chị. Cho chị Vũ. Cho chị Vũ Trung Huyền. Rồi Vũ Trung Huyền. Lấy túi chị đeo, ý là túi thảo đeo màu lộn xộn mẫu á, thì chịu thì lấy. Rồi con này giấu quần. 63 em hết rồi. 64. Hai bao kia chưa cắt đúng không? Chưa cắt để đó đi. Lai sau bán gì kịp mấy chị, mấy ngàn bộ bán tới tết tùm gù. Ý là có thể bán hết á, nhưng mà trong một lai không nổi. Em sao lai kịp hết được mẫu được. Đó một lần mới về là vậy, cũng không về thôi là đứt hàng vậy. Không chị nứt hoài, mấy tháng cũng không tháng gì đó làm gì nữa. 64 hả? Chị chưa nhận quà bên em mà được gặp. Rồi lỡ em lừa chị sao? Rồi chị Yến Ngọc nè 64. Quỳnh Yến Nguyễn 64. Chị Lê Hạnh 64. Rồi An An 64 là hết. Rồi 65. Rồi nay mấy phụ 65 cưng chưa? 65 cưng chưa? Mặc cái này mấy chị cố gắn đeo thêm cái túi hoa chéo vô cưng lắm nè. Nè nghe lời Thảo đi. Mấy cái phơm giấu quần vậy mà mặc cưng lắm. Nó che được cái bụng của mình. Thiệt sự cưng Thảo đi. Mặc vô là không có bị lộ khuyết điểm. Đó thấy không? Đơn giản mà dễ thương lắm. Không có bị đổ mồ hôi. Nếu mà mặc đi chơi nha, không, ví dụ mấy chị mặc đi văn phòng, ai cho mấy chị mặc vậy? Nhìn đúng không? Nên là tùy lúc tùy nơi nó đẹp, nơi lúc nào nó đẹp. Nè 65 cho chị Võ Hoa. Túi lộn xộn. Thế cho Thiên Quân. Ôi Thiên Quân già, để mà lộn xộn nha Thiên Quân già. Mấy đứa để Thảo máy nè. Không chịu nói Thảo liền. Cho Hồng Nhung 65. Rồi chị Phương Thanh 65. Cô gái 64 hết rồi. 64 em Thảo hết rồi. 65. Cô gái 15. Để cái màu quần khác tí xíu nha mấy chị. Cái quần sẽ đi với mái tóc của cô gái. Cho chị Quỳnh Nữ. Rồi 65 giùm em. Hết rồi, 64 hết rồi. Qua 65 với Thảo em. Đẹp không? Ai dám chê đi quấn. Ủa đó bơm nữa hả? Cứ la cắt cho mấy chị mấy cục bơm. Để đi với chị nó để. Ok, tên gái. Trời ơi, nguyên cái quần cũng là thun Mỹ nha. Mấy chị mặc bộ đồ này ngon. 65 cho chị Gia Huy. Lười, yên phận. Trời đất ơi, bộ đồ này tặng mấy bạn 95 nè. Tôi thấy chữ là tôi ghét quá trời quá đó. Rồi thôi bộ 95 đi. Thôi đừng 66 gì hết. Ai mà in chữ là em ghét thiệt luôn á. Nè bán cho 95 ngàn bộ này luôn nè. Thiệt á, không lừa đấy. Thấy ghét không nói được nữa đâu.
ý là thun Mỹ hết toàn bộ luôn nha mấy chị, tại nó in chữ này em không thích. Chị nào thích thì mua. Nói vậy đi. Rồi bộ này đây. Nu tay cũng vậy luôn, bán 95 ngàn luôn. Bộ 95 Ngọc Dung, bộ 95 cho chú, 95 cho chị Mai Ly. Ừ. Không thích là nói không thích chứ giờ không thích chưa giới thiệu. Rồi. Còn bộ 95 nữa hả? Nó ghi bộ 95 giùm em ơi, cho thấy liễu rồi hết. Nu tay 95 luôn. Còn ở đâu nó lôi đầu cái mẫu đó ra. Đưa đây, lười biếng gì đưa đây, yên phận yên phù gì ra. Lên giùm em nu tay đi, bán luôn 95 ngàn. Bộ rút cũng được, ừ, bà Dung nè. Rút 95 cho Dung nè, cho Hướng Dương nè. Quá trời quá đó, gì không thích thôi đó mọi người. Rồi còn bộ nu tay. Bộ cam nó chả có cái gì khác hết trơn, nó chỉ in cái chữ đó là em không ưa. Tiến Ngọc sửa giá, Tiến Ngọc nha. Rồi cho em xin bộ à, cam 95 ngàn luôn em. Cam 95. Rồi em xem hết cái cục ghi chữ này cho. Nô tay thảo hết rồi. Bộ bộ kia thảo dặn hàng rồi, khi nào có thảo lấy cho. Đợi xíu nha. Bộ nu, không nu còn bộ nào á. Trời đất ơi cái con này. Rồi. Bộ cam cho Lê Hồng Ngân nè. Rồi Lê Hồng Ngân cam, Trân Châu cam. Rồi Hương Võ cam, Đức Tiền cam, đã rẻ rồi mà còn gì nữa. Rồi Thúy Liễu cam. Rồi Nguyễn Phúc cam là hết. 95 luôn. Vàng. Rồi vàng thì bảo luôn bán 95 ngàn thôi. Cái nào có chữ em ghét không chịu, em không biết sao nữa. Rồi chốt Vinh Thảo là vàng. Bán 95 luôn. Bạn nào không mua được nè. Rồi vàng Vinh Thảo. Tại họ lấy nguyên lô thì phải có mấy cái này ở trong đó nữa. Cam em thảo sạch sẽ. Rồi chốt nhanh giùm em vàng. Ý là có nhiều người thích chữ cho nó vui mắt á. Vàng cho Ngọc Dung. Rồi vàng. Vàng cho Lan Kiều. Rồi vàng giúp em hết cam rồi. Nhiều ký cũng vừa, 4-5 ký đổ lên là mặc được rồi. Hồng thấm ok. Ok yến trần. Hồng tâm chứ lộn. Cho chị My Hà. Rồi còn cái cuối là hết. Rồi màu gạch luôn đi. Rồi cho Dung Nguyễn sửa giá. Rồi chốt màu gạch tiếp Thảo nha. Dạ. Màu đen chữ nó khác nhau, đưa hết màu đen chữ khác nhau đây. Màu đen nhiều chữ lắm. Thà nè, thật thà gì đó. Vàng em nảo hết trơn rồi. Cho em xin màu gạch đi, 95 ngàn thôi. Vàng họ cũng hết rồi. Gạch gạch gạch. Mấy màu kia mai quá đấy. Nè, sửa giá 95 cho chị Yến Ngọc nè. Cho chị Nguyệt Lê nè. Mẫu này thôi nha. Bán 95 ngàn thôi, tắt like em đi ngủ sướng. Rồi cho em xin mẫu là gạch cho Tiết Hoàng, sửa giá 95. Rồi gạch cho chị Hồng Tâm, đừng có ghi hồng chị, ghi gạch được rồi. Coi livestream Dương Thảo nghe. Rồi chốt nhanh giùm em màu, màu gạch. Gạch là cho chị Túc Phương, 95 ngàn. Cho My Hà gạch luôn. Rồi nhanh giùm em gạch, không phải đỏ đâu, gạch tôm á. Gạch, gạch, thôi dùng từ gạch được rồi. Rồi gạch cho chị Trần Hồng Hoàng, gạch cua, gạch ghẹ rồi đó mấy bà. Rồi cho Nguyễn Kiều sổ giá 95 nè. Rồi cho chị Chú nè, cho chị Gia Huy nè. Rồi còn hai bộ gạch nữa thôi. Nè. Quá trời luôn, đen. Đen chữ gì đây, quá trời chữ luôn, nhà phải có nóc. Trời ơi. Rồi Thúy Liễu gạch nè. Rồi cho chị Nguyễn Thị Huyên gạch nè. Còn gạch nó không? Đây còn bộ gạch nó nè. Cho chị Thanh Trân gạch nè, Trần Luân gạch nè. Rồi đưa màu gạch đó luôn đi, quốc luôn, 95 ngàn kìa. Gạch luôn. Ở dưới có thiếu gạch không chị? Rồi có xi măng nữa nè, nó gạch. Rồi này là xi măng, quốc thép, này màu khác bà. Rồi đen, đen cho đệ chị Nguyên Lê nè. Rồi tới luôn nè. Nói chờ cho chị Trần Huy nè. Gạch cho Hoàng Huệ nè. Rồi đen cho chị Ngọc Dung nè. Nói vậy đi. Ừ, em thích một mình. Nói chờ quá đó. Rồi cho chị Trướng thiệt không? Thiệt là thích một mình không? Rồi đâu gạch nữa, đưa đây gạch đây. Trời quá đất luôn hà. Mấy đứa nít nó khoái lắm nè. Cho Phiên Quân nè. Đen cho Ngọc Anh nè. Rồi đen cho Nồng Thắm nè. Đen cho Trần Mây nè. Này chữ gì đây? Ờ
Đó, trời đen cho Ngọc Dung nè, trời hết đen, còn màu gì nữa, đây đen nữa nè mấy bà. Đó, trời sao mua cái này dữ tợn vậy, dở chết. À không đưa cũng được, tại nó nằm trong một lô mà em lấy bao bao giải mà. Rồi còn đen với còn gạch giùm em 95 ngàn, đen cho Ngọc Thảo Trần, rồi đen cho Hồng Tâm 95 luôn. Trời cái này cả bao luôn á hả. Rồi đen cho chị Thùy Trang nè, Thùy Trang đen nè. Rồi chốt nhanh giùm em đen bán 95 luôn mấy chị, tại nó đi ủng hộ em đi. Có màu cam, em mặc cam lên cho. Rồi cam này khác nha mấy chị, cam này phân lỡ mà. Còn màu xanh ghi, rồi xanh ghi giúp em bán luôn 95 ngàn. Rồi xanh ghi, xanh ghi gạch là cho Nguyễn Ngọc Dung nè, gạch như trên mà Nguyễn Ngọc Dung nè. Là sắp hết bao ra chưa, còn có bao nhiêu cái chữ để riêng ở đây coi. Đang chị Hoàng Huệ. Rồi màu ghi dùm não nha. Rồi xanh ghi, cái nào chữ đâu để riêng ra coi, chữ để riêng chữ hết ra nằm một góc đi, đừng để ra, để ra. Con bé này nó chậm quá, nói nó không có hiểu. Rồi xanh ghi là cho Thái Ngọc nè. Rồi rồi hết xanh ghi. Chị mới nhận 2074, nhà Thảo đẹp xuất sắc luôn á, cảm ơn chị Vũ Hằng. Xanh ghi em hết rồi. Trời em hiểu không Hiền, em hàng nó ra đi chỗ khác thôi em. Rồi cái này nữa nè, đem rồi màu nâu, màu nâu với màu bơ. Mày không phải. Rồi đen, xanh ghi Thảo hết rồi. Nhiều quá em tưởng ít, em sale nhiều quá, sale không nổi luôn á. Cái gì? Rồi xanh ghi Hoàng Hoại, xanh ghi Nguyễn Thơ, xanh ghi Ngọc Trang, xanh ghi Ngọc Dung. Rồi xanh ghi Thanh Trần. Rồi gạch cho Ngô Trang, đen 95 luôn. Ghi nhiều quá nói được. Bữa trưa bữa áo cũng không có muốn bán rồi, cũng món rồi sao thì tí em nhờ. Rồi màu, màu nâu em nói luôn rồi, cái em quên nữa. Giờ hai gạch nè. Rồi bơ là cho Ngọc Dung nè, bơ Ngọc Dung nhiều dữ vậy luôn hả. Rồi bơ còn hai bộ. Rồi nâu là cho chị Trúc Phương 95 luôn. Rồi còn hai bộ bơ, bơ cho chị Nhung Đinh, sửa giá 95 cho Nhung Đinh nè. Rồi còn bộ nữa. Rồi bơ cho chị An Phương. Rồi còn đen 95. Rồi đen sale 95 nha. Mà thấy lời đâu có nhiều đâu mà bán vậy, xỉu luôn. Rồi đen 95 nè. Đen đen nhìn nè. Rồi đen đen 95 nè thôi. Bơ hết rồi. Bơ hết rồi phải không? Hết rồi. Nhìn ở ngoài đó bơ còn bơ không? Còn màu gì chưa? Còn một bộ bơ. Bơ chị Thanh Tuyền, bơ cho Hằng Nguyễn, bơ Nga Lê, đen chị Nguyễn An, đen Su Su. Còn bộ bơ. Tim lò, tim rồi bay nữa. Mới nhận được áo vest xám đẹp quá ư. Đen chị Lê Thanh Phạm, bơ cho Hằng Nguyễn. Rồi còn hai bơ nữa mấy chị, bơ giùm não nha, bán xuống tinh thần luôn, bán mọi người không xuống tinh thần luôn. Trời ơi quá trời quá đất vậy. Bơ cho Gia Huy. Rồi còn bộ bơ nữa, bơ 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 với đen 95 ngàn. Rồi đưa mấy bộ lẻ lẻ đây ra mấy cái nữa rồi nghỉ. Rồi bây giờ em nay mấy bộ lẻ lẻ nha mấy chị nha. Rồi nghỉ. Có bộ màu đen này đẹp nè mấy chị. Cam đó nó nguyên cây, em xách đi thì em sẽ xách nguyên cây, chứ hồi em tắt nó làm hai nơi nữa. Bơ còn không, cho chướng bộ bơ nè. Rồi còn đâu bơ nữa không? Coi kỹ chưa? Rồi tới đem vô một chục bộ nữa. Nè cái này là một nè.
Rồi, hôm nay quay trở lại cho em xin mã 67 đi mấy chị, 67. Ở bán có 105 thôi, cái kia mà phải tách. Tách ra bán kiểu đó nữa là xếp luôn. Rồi, cháu em mẫu 107, 105 ngàn. Em like vài bộ nữa thôi nha. Em like bộ kia xong em xuống tinh thần quá. Rồi, nhanh giùm em 107, ế rộng 67, 105 ngàn thôi. Rồi, 67 cho Yến Ngọc. Rồi, 67, 67 hướng dương. Rồi, giờ em lên mẫu bình thường nha. Rồi, 67 là cho chị Ngọc Anh. Rồi, 67, mã 67 giúp Thảo. 67 còn 2. Mã 67 mấy chị. Do bây giờ mẫu nó ít ít, mọi người cho em xin mã đi. Rồi, 67, 68. Giờ mẫu ít em khỏi chồng lên nha. Rồi, 67 với 6, 68, 68. 67 cho nằm thắm 2 bộ. Em mới nhận 2 áo thun và 1 pyjama vải đẹp quá chị. Cảm ơn Quý Liễu nha. Rồi, đó, vậy tôi lên tinh thần lại. Rồi, 68, 68 chị Yến Ngọc nè. Giờ em qua bắt đầu hàng cái tích nha mấy chị nha. 67 em hảo hết rồi. 68 giùm em, đừng có xé bao ra nữa. Trời ơi, ngày nào chị cũng nhắc như nhắc đò. Ai nhờ tụi em xé đâu. Rồi, màu nâu 69. Sao em xé hết trơn ra rồi hả? Em có này nãy nè. Nhưng mà sao chị cứ kêu đừng có xé ra, xé hoài vậy. Rồi, 68 là cho chị Quý Hoàng. Rồi, 69. Nhận chân váy đẹp mê luôn hả? À, rồi, rồi, biết rồi. Thấy không? Chân váy vậy mà 79 ngàn thấy chụp mình không? Rồi, 69 cho chị Hiền Võ. Rồi, 69. Nhiều khi mấy chị tới lúc em muốn nghỉ rồi mà nó xé hết trơn ra. Rồi, Yến Ngọc. Rồi, qua màu màu vàng với Thảo luôn. 70. Vàng, 70, 70. Hết rồi, hết nu rồi. Vàng với Thảo. Vàng vàng vàng, 70 70. Pyrama hóng gì nữa, hôm qua live mấy trăm bộ rồi còn hóng nữa. Trời ơi, 105 mọi người. Rồi vàng giùm em nhé. Vàng. Bác công lập lời. Mà dính cái bộ chữ kia chắc hết lời quá. Rồi vàng giùm em nhé. Cái lọn 70, 70 Nguyễn Hoan. Cho Hồng Tâm rồi hết. Rồi màu nâu. Rồi màu nâu giùm nhỏ nha. Nâu được một bộ nâu. Để mặc cái áo vô cho. Rồi nhanh giùm em nha, nâu. Nâu. Rồi xanh. Nâu với xanh. Mấy mẫu này ít. Nâu, xanh, 105 thôi. Rồi màu này màu trầu. Nâu chị Nguyễn Loan. Rồi chốt cho em màu trầu. Trầu, 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 trầu. Rồi và một bộ màu cam. Nâu em Thảo hết rồi. Rồi cam nhìn Thảo luôn. Xanh cho Thanh Trần. Hết nâu rồi chị ơi. Rồi cho em xin màu màu cam. Để đó, ráo rồi. Rồi mã 71. Màu trầu cho Thanh Trần. Rồi cam cho Lan Thanh. Rồi mã 71 giúp Thảo luôn. Mã 71. 71 Thảo có 3. 71, 71, 71 chị Nguyễn Phí. Rồi 71 giùm em. 71. Em hai set su không nhận đơn chị ơi. Câu em chị bán phim em like thôi. 71 cho su su. 71 cho Lan Hanh. Hết 71. Dấu quần. Quần ngố. Rồi 72. Rồi lên nhìn Thảo là 72. 72, 72. 72 được có mấy bộ à. 72. 72 chị Yên Ngọc. Rồi 72. Dấu quần. 73. Rồi 72, 73. 72 chị Nguyễn Thảo. Rồi 73, 72 Tuyền Phạm. 73 được 2. 73 được 2. Rồi xé ra rồi để dưới làm cái gì. Rồi tiếng nó công rồi. Ai cũng ngồi ship lại bỏ một ngày đó ship nhỏ. Rồi 74.
Rồi 74. 73 cho Nguyễn Nhàn, cho Lê Hạnh, cho Ngô Trang. 105. Nhìn cái quần vậy đó mấy chị mặc ra nó gì nè. Thấy không? Rồi 75. 75. Ui. 76. 76. Hết 74 rồi. Còn 75 phải không? 75. Rồi 76. Mẫu này là mẫu gì? Mẫu này là mẫu gì? 75 cho Lan Hanh, 75 cho Yến Ngọc. Đem xuống cách đây mấy phút. 76 em mặc đúng không? 76. Rồi 76 chị Nguyễn Huý. Rồi 76 cho Bích Trâm. 76 Nguyễn Hoan. 75 còn không chị? Rồi 76 chị Thơ là hết. Rồi giống vậy luôn. 77. 105, 77. Rồi 77. Có 105 mà hàng DT á. 77. 77 được 2. Em nói rẻ lắm. Không, cái này là nói thiệt luôn mà rẻ thật. Rồi. 7 mấy? 77 đúng không? 77 được 2. 78 được 1 nè. 77 cho Yến Ngọc, 77 cho Hùng Ngân. Đúng không? 78. Ai mà đã biết bộ này thường thì cứ mua về là trữ. 78 được 1 bộ. Rồi 79 được 1 bộ. 78, 79 này có túi nè. 78 cho chị Thanh Phạm. Rồi 79. 80. Nó lên lẹ lẹ vậy đi ha. Rồi chốt em 80, em khỏi mặt chồng lên nha. 79, 80. Rồi màu đen đẹp nè, được 2 bộ nè. 79 là cho chị Yến Ngọc. Rồi 80 còn 1 bộ. Rồi chốt giùm em là 81 được 2 bộ. 81 chùi nồi. Rồi 80 cho chị Nguyễn Loan. 80 cho chị Nguyễn Loan, 1,5 mà. Ủa chưa nha, 80 màu vàng. Rồi 81 cho Lê Tiên. Rồi 81 giúp hả? 81 cho chị Nguyễn Thảo. Rồi 82 màu hồng. Ít nha, cái bộ này ít nên em lên lút cho mấy chị. Rồi 82. Rồi 82. 81, 82. 82 được có 4 bộ à. 80 em thảo hết rồi. 82 cho Hiền Hiền. Rồi 83 quần đùi. Rồi 83. Chị cho em ráng xíu đi. Chứ giờ nó banh chành nó xé ra hết rồi mày bán chứ sao. Rồi 82 cho Nguyễn Huyền. 82 cho Úc Phan. Rồi 83. 82 con bộ nữa cho chị Thùy Trang là hết. 83 cho Yến Ngọc. 83 Nguyễn Hoan. Rồi còn bộ 83 cuối cùng. Rồi 84. Rồi 84. Tám ba hết hàng hả? Tám ba còn không? Rồi 83 cho Thùy Trang. Rồi giống như vậy mà 84. 84, 84. Rồi chốt em 84. 84 Đỗ Hoàng. Rồi 84 Võ Hoa. 84 175. Rồi 84 còn một bộ. 84. 85. 84 Tiền Nguyễn. Rồi 85 giúp Thảo. Để hôm nay em like thêm bữa nữa cho. Rồi 85. 85 màu cam. 84 hết rồi. 84 còn bộ. Rồi 84 cho mẹ cu tôm. Rồi 85. 85, 85.
xem cái này không sao. 85 cho mẹ cu tôm, lấy cái bài xe cái cho nó sao. Chị Nguyễn Loan 85. Chứ nãy giờ không có ấy hả? Lê Diễm 85. Rồi, màu đen 86. Rồi 86. 86 86. Rồi đi đơn nó để lựa thêm nó không chịu, nếu không chịu đi đơn thì nó đưa lên danh sách bên hàng là khỏi cái khác luôn, em có quá đáng không bởi vậy? Không quá đáng chị, chị Tiết Võ, em không phải chị nói vậy mà em ấy, nhưng mà quy định của mỗi nơi mỗi khác. Nó công đơn nó đi hàng loạt, nó không nhớ tên mình là ai đâu. Máy móc nó nhớ với người không có nhớ được mấy chị. Mà nó cũng không thể nào máy nó ngồi nó hiểu gộp đơn là gì nếu mình không tạo chiến dịch like cho nó. Mà nếu muốn tạo chiến dịch like phải gộp tất cả mọi người lại chứ một người nó không làm được. Bởi vì nó là rất là nhiều yếu tố, em gộp chung. Còn ví dụ như hết ba like như nhà mấy chị mua của em like này với tối nay nó thành một. Rồi tối ngày nguyên ngày hôm qua thành một. Nhưng ví dụ mấy chị tối nay mấy chị mua một cái, ngày mai mấy chị mua một cái, thì hai cái đó tách làm hai đơn khác nhau. Chứ không phải nó họ quá đáng, nhưng mà đúng nguyên tắc là phải như vậy. Nên Thảo gộp like, Thảo cũng có cái cách gộp like riêng. Có nhiều chị đòi hỏi hơn cũng được. Bích Châm nè, Chuyến Già nè, Yến Ngọc nè, mẹ cu tôm nè, chị Nồng Thắm nè, rồi chị Nguyễn Cúc. Rồi 67. 67 em được một bộ. Đó là 87. 87 được một bộ. Quần đùi 88. Rồi 88. Rồi 88. 87 88 87 chị Tâm Huyền. Rồi 88. 88 cho chị Loan. 109. Rồi 89. 1075 chứ luôn. Em báo lộn giá của mẹ. Rồi 89. 88 rồi. Ờ 89 được 2. 89 hồng. Đó là 1 cái quay đặt. Cũng 5 cái quay lên. 88 cho Thùy Trang. Rồi. Rồi bảo em mặc à 89. Bộ này mặc mê. 90 dấu quần. 89 Thùy Trang. Rồi chốt cho em 90. Rồi chốt nợ 90. Sau đó có 7 kg quay đầu, 45 kg quay lên. 90. 91. 90 cho Hiền Hiền. 89 cho Mỹ Lệ. Rồi 90 hết. 91. Cắm pin vô à. 91. 92. Rồi dễ thương chưa. Rồi 92. 92. Cái này nó có cắm pin đâu, nãy giờ báo pin yếu liên tục à. Rồi 91 cho chị Kim Xuyến. 90 còn kìa. Rồi 92 cho tôi ơi cố lên. Rồi 93. 93 105. Nay rẻ quá, rẻ rồi mua đi mọi người. Báo lộn giá. Mỗi nhiêu ạ? 93. 93. Nhờ cái bộ đồ kia mới phát hiện mình bán nhầm. 93. Rồi 94. 93 chị Tuyết Hoàng. 93 chị Loan Kiều. Còn bộ 93 nào? Rồi 93 cho chị Trần Trúc Linh. Rồi 94. 94 94. Trời ơi bữa nay có 105 hot đi mấy bà ơi. Rồi 94. Tám thở mười thì. 93 hết hàng. 94 chị Nguyễn Hoan. Không có vô. Rồi 95. 94 Lê Tiền. 94 Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi xó ra. Thạch Tân Chi 94.
Nguyễn Huyền 94, Bình Nhi bỏ ra không có số hỏi. Rồi 95. 95, 95, một bộ duy nhất 95. 96. 95, 96, 95 cho Yến Ngọc. Rồi 96. Rồi 97. 95 hả? 95 hết rồi. 97. 97, 97, 96, 97, mở công bộ. 96 là cho chị Hiền Bùi. Rồi còn 97 nữa thôi em hết. 98 một bộ. Rồi hết rồi, 98. 98 nửa tiếng nữa nha, giờ nha. 98. 97 là cho chị Thu Hương. Rồi 98. 99. 98 cho tôi ơi cố lên. 99 quần đùi. Rồi 99 mới nhận hai cái quần với bộ bà ba đẹp xuất sắc luôn. Ghim, trời ơi, để không tao quên tên là Thảo, là Thảo Ghim. Rồi 99. 99. Rồi 99, 99 cho Misa Phạm. Rồi. Không có vớ nữa trời ơi. 99 cho Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi trong tin nhắn có nhưng mà ở ngoài không có cái mã như vừa rồi nha, chỉ có 99 thôi. Chị Nguyễn Hoan 99. Rồi còn cái 99 mới không hết hàng. Rồi 100. Rồi chốt giùm em liền mã 100. 100, 100, 100. 99 cho Diễm Thúy. 100 được một bộ. Rồi 100 được một bộ. 100 cho chị Khoa Kim. Rồi 101. 101, 101 được một bộ. Thì nó không có tin nhắn thì em đọc tên nhưng nó có rồi đó. 102, chị bộ 102 xuất sắc. Má ơi 105. 101 cho chị Khoa Kim. Ôi ôi, 102. 102, 102. 102 được bộ rồi, em hết mặt mẫu nổi rồi, mấy cái mẫu này nó ít quá. Rồi 103. 102 cho Ngọc Dung. Đẹp quá. 103. 103 quần đùi. 103. 104. Rồi chốt giùm em 103, 104. 103 cho chị Yến Ngọc. 104. Rồi 105. Ủa mấy chị dành nhanh đi. Có một cái, có một cái cho em bán tới sáng quá. 104 cho chị Quỳnh Nhi. 105. 105 được 2. Ừ, chạy kẹt đúng không? Rồi 106. 106, 106. 105. Quỳnh Nhi là khách mới hả? Quỳnh Nhi khách mới mới tới thôi, em đâu biết hàng đâu nên nhiều. Mua ít thôi, về mặt ưng rồi mua tiếp. 106. Nó đây tên. 106, 106, 104 hết. 106 cho chị Đỗ Hoàng. 105 kia. Rồi 105 chị Xuân Thùy. Rồi còn bộ 105 cho chị Công Phá. 107. 106 hết luôn phải không? Rồi 107. Cái này là không thể nào mà có thật. Bán 135 ngàn cũng xứng đáng nữa. 107. 107 được 2. Rồi 108. 107 cho chị Khoa Kim. 107 cho chị Linh Hương. 108. Rồi 109. Trời ơi, đã có một bộ. 108 cho Yến Ngọc. Rồi hết đúng không? Rồi 109. Rồi 110. Rồi 110. 109. 9 cho chị Khoa Kim. Rồi cam là 110. Rồi 111 là màu nu. Đã quá. Rồi màu này là nu. 110. 110 chị Misa. 111 là màu nu.
Rồi. 112. 111 cho Tường Vi. Rồi, 112. 112. 113. 112, 113. 113. 111 hết chưa? 112, 113. 112 cho chị Bích Trâm. Rồi. 113 là chị Tường Vi. Còn cái 113 phải không? Còn cái mà sắm ghi 113. 113 cho chị Lê Thanh Phạm. Có 107 thôi, 105 thôi. Rồi. 114. 114 vậy không chốt chốt cái gì? 114. 115. 114, 115. 114, 115. 116. 114 cho Yến Ngọc. Rồi 116. 116. Còn 115 nữa. 114 cho chị Vũ Trung Quyền. Rồi còn 115 đúng không? 115 chị Vũ Trung Quyền luôn. Rồi 116 là hết. Đưa cái màu đen ra. Đưa cái chồng màu đen nguyên chồng ấy. 116 thôi. Quần lửng nha. Đi này, đi này. Đưa cái đó lên. Rồi, 11 mấy à? 116. 117. Quần lửng. Lửng được 2. 117. 117 được 2. Rồi, 118. 117, 117 cho Yến Ngọc. 117 cho chị Như Cẩm Đoan. 118. Rồi, 119. 118 hả? Ồ, 8 thôi. Rồi, 119. 119. 89, còn 8 còn 9. Rồi. 117 hết chưa? 119 cho Yến Ngọc là bộ sau. Còn 118. 120 hả ta? 118 cho chị Như Cẩm Đoan. Rồi, bộ này là 120. Rồi, 121 nè. Chụp lẹ lên. Lẹ lên không nói tiếng nào. 121. Trời ơi, cha mẹ 5.000. 121 nhanh mọi người. Thiệt mặt cái. Lâu lâu phải bật cái nó mới sướng người chứ. Dơ đồ chứ nó lên hết tất cả. Về nhà xong là đắc ngờ luôn. Ủa, một nhiêu? 119, 110, 120. Mã này 121 nè, 121 cho Thùy Trang nè. 121 cho Tiết Hoàng, 121 Yến Ngọc. Rồi 121 cho chị Gia Phúc Phạm nè. 121 Như Cẩm Đoan nè. 121 Sứ Hồ, 121 cho Giang Lê nè. 121 cho Thúy Quỳnh là hết nè. Rồi 122. 122. Trời ơi, 105 DT giá kỷ lục luôn, tiền bích à. 122, 122. Cùng lửng. 122. 120 cho anh Lan anh. 121 còn đâu? 122 Phì Trang, 122 Huyền Nguyễn. 123. Rồi 123. Đưa mấy chồng đó lên đây luôn. Rồi 123. Em hết rồi. Rồi 123. 123, 123. 123 chị Tâm Huyền. 122 em hết chưa? 124. Rồi một bộ cuối cùng của mã này. 124. 123, 124, 125 nè. Một cái danh mà dùng nhồi dùng dùi. 23, 24, 25. Bữa nay em đọc mã đi bà trợn luôn. Mà đọc màu không được. Hàng này đọc màu hồi khùng luôn mấy chị. Mã cũng khùng nhưng màu khùng hơn. 123 cho Lê Thảo, 124 cho Lê Tiền. Rồi. Hết chưa?
Rồi màu hồng là nhiêu? 124. Trời ơi cái này hồi nãy còn sót ở đây nè mấy chị. Rồi em la nó giấu luôn không đưa lên. Rồi 125 về mặt theo kiểu bình thường cũng được nè. À, còn không mấy chị ngót ngót lên tí xíu đây. 125 này mặc đi du lịch độ đẹp lắm mà nó dễ thương mà khung nó hàng xịn nó lên phơm hết. Đó giờ mấy chị mua biết nhiêu của em rồi. Rồi 125 124 hết rồi. 125 cho chị Nguyễn Hoang. 126 125 cho Đinh Hải. 125 cho chị Giang Lê. Rồi 126 rồi 126 125 chị Cửa Hồ. Rồi 126 35 ký quay đầu. 127 rồi 125 hết. 126 mã này em bán 127 127 125 hết rồi con. Rồi 126 126 thì chị Giang Lê. 125 còn. 125 cho Công Phát. 126 cho Mỹ Lệ. Ủa 126 là nào ta? 126 là màu vàng đúng không? Rồi hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi 127 nè. Cho Phì Trang 127. Đinh Hải 127. Rồi Tiến Đạt 127. Rồi hết rồi mấy chị. Cú Chì. Rồi 128 rồi 128 là quần giống thảo mặc nha, là áo giấu quần. Rồi chốt giùm em 128 128 27 hết rồi. Rồi 129 hình cô gái chỗ áo giá trị. 27 hết. 28 cho Ngô Trang. 27 hết. 28 cho anh rồi 29 được bộ à. 29 được bộ. 29 cho chị Phì Trang. 28 chị Nguyễn Phúc. 28 nè. 28 chị Xuân Thùy. Rồi 130 28 cho Nhiên em. Rồi còn 28 thôi. 130 130 130 hết 29 mà còn 28 30 màu hồng là 31 hồng là 31 131 em vừa mới nhận áo khoác chất đẹp quá trời luôn. Cảm ơn Vy. 130 chị Phạm Nam. Rồi 131 132 132 132 131 chị Bích Trâm. 65 ký vô tư. 132 133 ngủ luôn mấy chị ngủ nha, ngủ dắt dậy thôi. Rồi 132 đen 133 132 cho Misa Phạm. Rồi đen em đang mặc là 133 132 với 133 132 có 1 bộ hả? 132 có 1 bộ. Rồi 133 133 cho Thi Lê. Rồi 134 34 được 1 bộ. Rồi 33 còn không? Không bộ. 33 chị Sữa Hồ là hết. Rồi 134 134 được 1 bộ. 135 135 135 134 135
Rồi 135, 134 cho Thi Lê. Rồi 135. 136 nói nhận dầu gội nè Thảo Liền, xong thơm lắm em. Cảm ơn chị. Chị Như cầm đang đó, em bán rẻ em nhận lại được điều đó đó. Rồi cho Thi Lê. Rồi em chụp vụ tốt và em nhận lại được điều đó đó. Rồi 136. Rồi 136. Rồi 137. 137. Lợi ích nhưng mà mặt mẫu cực lắm mọi người, ráng chia sẻ giùm nha. Rồi 137. Chưa tính rủi ro mấy chị. 137. 136, 137, 137 là hơi bị đẹp đó, màu nu đó. 137 kỳ công phá. 138. Rồi 137, 138. 138 đã quần giống Thảo đang mặc nhưng mà nó thay bằng quần hồng. 138. 138, 137 chị Thanh Xuân. Trời ơi, nay có 175 thôi nha chị Thanh Xuân. 137 cho Kim Trang. Rồi 138. 138 quần lửng. 137 cho Suri. Trời ơi, có 177 rồi. Ê, 175 luôn á má ơi. 138 cho Yến Ngọc. Rồi 37 hết rồi. 38 đi quý vị. 30 chón, 30 chón. 30 chón. Cảm ơn. Rồi 39. 39, 39. 138 là bộ quần à. Quần hồng. 38 cho Nhiên em Lê. Hết rồi. 140 gấu mít snow. 140, 140. Cái gì mà đùng đùng vậy? Rồi 140, 140. Phải không biết em đọc không quán số à. Tối nay ngủ nằm mơ thấy số luôn. Số đề luôn. Cái này màu gì nè, để cái quần vô thấy mất quần. Rồi 140. 140 cho Hằng Nguyễn. 141. Ừ, bộ có 11 rồi mấy bà ơi. Đẹp lắm mọi người. 141. Rồi 142 nè. 141 cho Mỹ Lệ. 139 cho Nguyễn Túc. Hết. Ủa, này là 42 à? Màu nâu là 42. Thấy không? Rồi 39 có rồi. Màu Nguyễn Cúc. Rồi 42, 142. Rồi 143. 142, 143. Thấy chưa? 142, 143. Rồi 42 cho Quý Hoàng. Còn cái 143. Kéo em coi râu ráo rồi. Còn 143 nữa. 143. Còn 143 cho chị An Khương. Lấy 20 bộ không có giá sỉ, hàng này không sỉ. Giờ mấy chị lấy nhiều hơn em tính thêm tiền ship chứ. 144. 144. Này mấy chị thấp hơn sỉ của mấy chị ít nhất nha, thấp hơn sỉ mà chưa chọn mẫu nha. Rồi 144 chưa tính tiền hỗ trợ tiền xe đó. Tại vì em hỗ trợ mấy chị 30 ngàn mới ship nữa mà. Ai mua nhiều hơn ship cao hơn. 144 bao luôn. Dung nè, 144 nè. 145 nè. Đâu ra. Nó là thôi đừng có trả giá em. Rồi 145. Chị dành chưa được. 146. 145, 146. Rồi 145, 146. Hết trời ơi, 144 chạy teo lẹt từ nãy giờ. 145 cho chị Bích Tiền. Này giấu quần.
46 là cho chị Công phá. Rồi. Bộ nào cũng 1.5 hết. Mà 47. Lót to la của hàng dùm em. 147. Yêu không? Tấm thùng thì thôi bá cháy nè. Mấy chị có thể mặc theo kiểu này cũng được. Rồi 147. 46 hết hàng rồi. 47 ra cho Mỹ Lệ. 47 Mỹ Lệ. 47 chị Yên Ngọc. Rồi 47 cho Ngô Trang. Thùng giấy gọi điện đặt giùm em. Đặt ngoài bài viết. Gọi điện riêng điên mình nó không đi chung hai được hết. 48 148. 1 cam, mình đùi 148. Rồi 148. 148. 149. Trời ơi cái bộ 149 cái giải. Rồi 149 cầm bộ đồ xứng đáng. Không phải xứng đáng giá đó đâu nha. 148 chị Như Cẩm Đoan. Rồi 149. Bộ 48 có một bộ à. Bộ 149 là bộ vàng không? 150. Rồi 150. 48 hết hàng. Rồi 150. Một 151. Rồi 151. 150 chị Cúc Nguyễn Thị. 151. 151. 149 còn không? Còn. 149 cho Diệu Tâm. Nó không đẹp nữa, ý là nó đúng vô quay là nhìn nghiện liền. 151 á, còn phải không? Còn. 1 thì Trang. Kem ngày gọi điện cho cái 8 đi chị. Tại vì nếu mà chị mua kem ngày nó dính với đơn của kia là nó thành ra có 379 à. Nhưng mà chị đặt ở đây thì không được hưởng giá đó. Rồi 151 hết, 152. Rồi 153. Rồi 151. 153 151 hết rồi. Còn 152 với 153 nè. 152, 153. Rồi như cái này. Ôi. 154 luôn. 152, 153, 154. Một năm năm. 2345. Xuất sắc chưa? 154 Yến Ngọc, 152 sữa vỏ ở sữa hồ. Rồi hết 154, hết 152. Còn 153 hả? Còn 153, 155. 155, 155. 153 chị Thư Thảo. 155. Rồi em mai hết trên bàn em nghĩ nha. 156, 155 chị Ngọc Bích. 152 còn không? Rồi 156. 156, 156. 157 nè. Đỉnh chưa? 156, 157. Đuôi. 156 chị Yến Ngọc. Rồi 157. 157 chị Mỹ Xuân. Rồi 158 dễ thương quá. 158. Rồi nhanh giùm em 158, ráng xíu nữa hết rồi, đâu còn ở đâu. 158. 67 hết, 4 hết, 3 hết, 2 hết, 1 hết. Rồi giờ còn 8. 8 cho Mí Mì. Rồi 8 cho Ánh Nguyệt. Rồi chốt liền giùm em. 6 đâu nữa mà 6. Rồi 8. Còn 28 nè. Hết 156 rồi. Rồi 159. Bị thương chưa? Không Mỹ 100% nha. Rồi 159.
Ăn miễn dịch cưng chưa? 159. 158, 159, 158 Dị Tâm. 159 cho Yến Ngọc. 159 cho Yến Ngọc nè. 160. Rồi 160. Em không quen like kiểu này. Like hàng lẻ lẻ thì em ngủ. 160. 161. Rồi tí ngủ gục luôn. 161. Tại vì nó không có sung đúng không? Em like hàng số lượng nhiều đã cái nư lắm. 161. 160 cho chị Thí Quỳnh. 60 là 1 cam đúng không? Rồi 60 cho Võ Hoa. Rồi 61. 60 hết rồi. Nè 61 hai bộ đen nè. Màu hồng nè con chưa. Anh con gái hai mẹ con mặc cặp. Hai chị em mặc cặp. Hai bạn bè mặc cặp. Rồi 62. 61 cho Ngô Trang. Rồi 62 một bộ duy nhất. Màu hồng. Rồi 63. 62, 63. Rồi xé từng bộ tí, quấn lại từng bộ. Rồi 62, 63. 64, mấy bộ trên bàn đó nha. Xong rồi nghỉ nha mọi người. Để ta em ra tiếp, tại vì một lô này nhiều lắm. 63 cho Yến Ngọc. Rồi còn 62. Số này 64. 61 hết đầu. 61 còn bộ. Ủa nó còn hả? Rồi chị Cửu Hồ. Rồi 64. 64 chị An Phương. Yama nó để đằng kia kìa. 63 còn không? 63 em hết. Còn bộ 6... Ủa 64 hết rồi. 64 mới dịp xuống hết rồi. Rồi hết. 165. Rồi cu chì 165. Rồi 165. Rồi 166. Trời ơi đẹp chưa. 166. 165, 166. 165 màu vàng. 165 cho chị Yến Ngọc. Rồi 166. Cái này là 167. Không lấy tôi lấy à. À chị lấy bộ này nè. Mỗi lần tới mấy bộ này thích. 166 cho chị Mỹ Xuân. 167. Rồi nè. 168. Rồi 167 cho chị Yến Ngọc. Mấy bộ càng lẻ nó càng đẹp. Rồi 168. Rồi 169. Hết rồi. Có mỗi mẫu có bộ à. 169. Rồi 168 hả. 168 cho Yến Ngọc. Mà 169 nè. 169. 170. Ngủ đây nha mấy má, con ngủ đây. 169 cho chị Ngọc Phương Võ. 170. Rồi 171. Đẹp không? 171. Chỗ quần dài nữa chứ ông nậu. 171. Quý yêu hà. 170 có ai chưa chị? Hết 1698 là Dương rồi. 171 là của Yến Ngọc. Rồi còn 170 hả? Rồi 172. Còn 170. 172. 172. 173. 173. 172. 170 của Hồ. 172 chị Đỗ Phong Phương. 173 quần dài. Rồi 173 quần dài. 174. Đáng xíu ha. Rồi 174. 174. 174. 173 hết rồi. 173 hết rồi. Còn bộ 174 nữa hả. Này quần ùi. 175. 174 cho chị Yến Ngọc.
Rồi. Một bể lem. Một bể lem. Một bể lem, một bể lem. Hết một bể bốn rồi. Một bể lem chị Long Quỳnh. ngủ. Bỏ mấy cục bơm tái cắt. 175 Kiều Bảo Thương. Kiều Bảo Thương xếp phiếu với chị. Gọi điện hotline xử lý đơn. Thôi mà thôi quỷ mấy đơn rồi xử lý chi cho mệt chị. Rồi bỏ gọi đi mất công tốn thời gian chị. 176. Rồi 176. Vậy rồi sao trời. Kiểu gì nổi. 176. Quỷ vừa vừa gọi điện, còn quỷ về cỡ đó rồi gọi chi. Mà trong khi đã gọi là tha thứ một lần rồi đó nghe, chứ không phải lấy nghe chơi chứ. Bơm rồi, cho mua lại rồi xả thì mấy đơn hàng nữa. Xem tin nhắn cũng không thèm trả nhờ, trả nhóm gì nhắn nha. Tụi em làm cực mà, mấy chị mua mấy chị cũng tốn thời gian mà. Phí phạm thời gian của chúng ta làm gì. 176 không? Vừa rồi 176 không? Một bẻ bẻ. 177 Phong Mỹ. 176 cho chị Ngọc Cẩm. 176 cho chị Suri. Rồi 177. 177 được hơ. Giải nè. 105 một bộ. 177. Rồi 178. Ráng tới 6200 nghỉ luôn nha. 178. Còn mấy bộ mới tới 200 á. Rồi 178. 177 cho Yến Anh Nguyễn. Em mặc 178. 177 cho chị Như Cảnh Đoan. Hết 177 rồi. 179 nè. 179. Hết bộ 77 rồi. 179, 178, 179. 178 cho chị Mi Lê. Nữa kìa, chữ kia nữa kìa. Tám hết à. Còn 179. 180. Đó vậy cuối cùng màu bơ còn bộ nữa rồi. Rồi 180. Eo giò. 180. Một tám một. Rồi 181. Bộ cuối cùng nha mấy chị ơi. Đuối quá rồi. Rồi 78 hết rồi. Một tất bộ cho Ngân Tiền. 180 cho Tiền Trần. Bộ này 182 hả? Rồi bộ hồng của em mặc là 182. 182, 182. Bữa nay em đấu, nãy giờ mấy chị có nghe em kêu mấy chị chia sẻ bài không? Không, ông nội em cũng dám kêu nữa. Cái tảng chữ này không kêu, thấy hỏi quánh một cái bùm cái là xong, có nghỉ like luôn. Sợ lắm luôn á. Quánh, quánh này nè. 182, tập 80 còn không? 180 còn. 181 còn bộ. Rồi, 182 cho chị Ngân Tiền, 182 chị An Phương. Còn ơi, có một bẻ năm thôi đó, chị Hồng Dương em báo lỡ lộn rồi. Nè, này thì mắc bự luôn. Trắng bùm. 65 cái quay đầu. 180 cho chân đất là hết. Rồi. 183. 183 một cái 183 này xích sắt. Do nhà có việc, điện thoại đi bảo hành mà đuổi người ta, đuổi người chạy đi, chạy lại. Ủa em thấy chị chạy qua chạy tới chạy luôn nhà em nhiều lần lắm rồi mà. Nè, ngày 14 tháng 8 chị gọi điện thoại để xả bơm, chị bơm em lần, nhân viên em cho chị mua lại. Sau tiếp tục bên em gọi điện thoại chị không nghe máy,
nhắn tin chị xem rồi nhưng chị không trả lời, hủy hai đơn hàng. Điện thoại đi bảo hành, lấy điện thoại chồng, lấy điện thoại con, lấy điện thoại má, điện thoại ba, điện thoại bồ, gọi cho bên em tiếng. Mình xem tin nhắn có nghĩa là mình có coi rồi. Bây giờ chị chạy đi chạy lại thì thôi chạy vậy được rồi. Một chị chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược, chị bơm gì mà chị chạy quá trời chạy đi. Chạy vừa thôi, chạy lần thôi. Em không thể nào nó hỏi đơn hàng gọi hotline em mới biết được, mấy bạn mới biết được. Ủa 183 đúng không? Cho Đào Quỳnh 183, Hoa Xuân Rồng 183. Chứ chạy kiểu đó tụi em chạy theo chị chắc là em chết luôn. Cái chỗ đó đánh người chạy đi đánh chạy chạy lại. Theo chị Hồ Ngân cho Mỹ Lệ chạy vậy cả tập thể bên em chạy theo mình chị. Nếu mà chị đánh một lần thì chạy về với em rồi thì chị đừng có chạy nữa. Rồi 184 nãy giờ nó vẫn chưa được qua con số này. Ủa sao đùi lên đây, gọi lên mã cho mấy chị nữa nhé, lên mã xung xung cho mấy chị nữa đi. Rồi đưa cái bắp rỉ ra luôn đây. 184 đâu rồi? 184 hả? 84 trang ngân tiền. Cử gì bà kêu? Cử cái gì? 185. Bữa đi mua cái đồ cột tóc hết 50.000 về cột. Cột được 2 lần rớt cái nơ tóc 50.000. 185. Nói đúng sai. Nay khách bơm hàng xin vào và mua lại nhiều quá ha. Ngày nào không xin tại không đọc á. Thảo ích kỷ thôi quen nữa. 185 thì ngân tiền. Chứ tổn thương chứ mấy chị. Đâu phải bộ đề bộ tác gì đâu mà. Thì nói chung Thảo cũng tập cho nó đỡ nóng rồi thấy bộ quá. Nhưng mà chưa làm được. Chứ không phải không làm, cố, đang cố. Rồi ví dụ mai mốt rồi em tha thứ được rồi xong rồi, rồi thành chánh quả luôn đó. Bây giờ em mới thành 8 quả à, chừng nào lên 9 quả để em báo cho. Ê mã nhiều chi? Nho nhiều chị em quên bảo rồi. Hả? 85. 85. Ý là 185 là nào à? Ta mua rồi hả? Này 186 hả? Có nhiều chuyện chi nhiều quên. Rồi cho chị ngân tiền. Cái ngày nào họ không xin họ mua. Em mà cũng biết sao họ làm vậy chi vậy? Họ bơm chi rồi họ xin. Cực khổ cho nhau. Cho chị mua lại lần này. Chưa nghiệt. Cho chị ăn thương. Muốn chứ muốn người ta mua lại cho mấy chị. Mình đang bước ra rào cản em cơ rồi mà. Em có tới 60 phần con mà có 40 phần người nên em tu được 70 phần con rồi. Thế là 70 phần người đó đã. Thì nói chung là mình vẫn nằm ở ranh giới là muốn bán lại thì ai chả muốn bán được nhiều hàng. Đúng không? Dù người giàu, người không giàu, thấy không? Giờ tỷ phú mà họ còn làm việc ngày, làm việc đêm để bảo vệ cái thành quả của họ và phát triển thêm cái doanh nghiệp của họ thì nói gì em? Nhưng mà tại vì khó chịu mấy chị. Ok, Văn Lê, 187 188 Thôi bỏ qua, chị gọi cái toán á. Em bỏ qua đâu, em biết gì đâu bỏ. Thì em thấy họ đánh chị 2-3 lần rồi chị chạy lại 2-3 lần đó. Chị điện chị nói đàng hoàng với họ, còn họ nói sao. Rồi 180. Một ngày ít nhất hơn 188 mà 188 cho ngân tiền. Một ngày ít nhất là tầm 10 người á. Thì sắp khác chỉ cần mấy chị cọc lại là được cái gì. Em nói thiệt mà, sắp khác mấy chị cọc lại mấy chị được mua. Không phải em bán đắt mà em làm như vậy mà là tổn thương. Khó chịu lắm. 189 chứ ai thiệt, em thiệt chứ ai thiệt. Mấy chị bơm xong mấy chị cọc tiền lại, mấy chị bơm nữa mấy chị mất tiền cọc. 189. Trời ơi có 105 bộ DT á chị. 189. Rồi em tới 1200 em lên không nổi nè. 189. 189 1 mấy chị bơm hàng với mấy chị gọi cho cái tám em người ta cũng vân vân dạ dạ với mấy chị chứ có ai mà nói nạt nộ gì mấy chị đâu. Hoa Xuân Rồng nên thôi nha, thấy vậy mai mốt đi shop khác đừng có bơm hàng người ta nha. Rồi cho chị Quyên Trần, Quyên Trần lên liền số điện thoại đi chị ơi. Rồi 89 cho TT. Quyên Trần lên liền số điện thoại giùm em. Rồi
thấy em mặc mẫu từng cái một không? Rồi, 190 chợ 10 bộ nó bán hồ. 10 bộ nó bán hồ. 190. 191. 190, 191. 190, 191, bộ đặc biệt 192. Nè. Trời ơi, nhắc số lửa có số lửa luôn. Ok, chị Nguyên Trần. Nha, giúp kinh nghiệm đừng đi bơm ai hết. Dù người ta có lừa mấy chị đi chăng nữa, tại mấy chị tự nguyện bị lừa. Người ta bán cho nó, mấy chị giữ ý thì mấy chị lấy. Ai ép mình được đâu. 192 cho chị Yến Ngọc. Mình không có tinh tế, nhìn không có quen, mình thấy bị lừa thì lần sau rút kinh nghiệm. Chứ bây giờ cứ bị lừa một người xong rồi cái hết tiền hay là cái gì đó, cái bắt người ta chịu. Ủa còn nhiêu chị? 190 còn không? 90 còn. 190 cho Trang Ngọc, 91 cho Ngọc Dạo. 92 cho Nhung Trầm, 91 còn không? Hết luôn. Rồi 92. Mấy bạn nói Thảo đi, có nghĩa là nhiều quá, bạn không tha thứ được. Cho bộ 92 nữa. 92 đang nè. Chụp xuống rồi đó. Rồi 92 nữa không? 92 cho Nguyên Trần. Chị bơm em bao nhiêu tiền chị nhớ không? Chị cho em hỏi được số tiền của chị bơm em nhiều không? Tổng cộng là chị bơm em 3 đơn đúng không? Tại vì đánh chị 3 lần rồi chị chạy lại 2 lần á. Ủa em có đánh chị nha, tự chị đánh tự chị chạy nha. 92 còn bộ phải không? Cho Trần Kim Hậu. Rồi 93, lúc xưa là đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại, em không có đánh ai hết trơn á, tại mấy chị tự chạy á. Rồi 93, mấy chị ơi nó không lên được 200 được mấy chị. Rồi 93. 93 được 1 bộ. 92 hết rồi. 93, 93. 94 quần lửng. 93, 94. Hờ ơ là hờ. 93, 94. Rồi bộ này là 95. Vậy chứ cả 3-4 ngày nữa chưa xong. 94 cho Yến Ngọc. Rồi còn 93 với 95. Rồi 96. 93 cho Misa. Đọc hết số 1 rồi, giờ đọc qua tới 93 luôn rồi. Rồi 95 luôn. 94 hết. Rồi thêm cái này quần gì nữa đây. Nè có bộ này cưng lắm nè. 95 cho Yến Ngọc. Còn 9 mấy nữa chị? Rồi hết luôn. 96. 96, 96. 96, 96. Ừ, đất ơi thánh thần thiên địa ơi. Mất. Ông bà nhà còn vợ còn con không gì chờ. Ừ gan ghê á. Thôi hỉ xả đi Thảo. Trời ơi. Cái gì vậy, chín mấy à? Tôi hỏi bà bơm tôi nhiêu và kêu tôi hỉ xả. Bà phải nói tôi biết nhiêu để tôi đỡ hỉ chứ. Rồi tôi mới xả được chứ giờ hỉ mà không xả được sao hỉ. Hỉ phải lấy giấy lao. Chín mấy? Tôi 96. Nhiều chuyện quên là đó. Văn Lê. Rồi hữu thị gõ like. Ủa mà chị đang trong trạng thái bình thường mà. Tôi hỏi chị là chị bơm em bao nhiêu tiền. Tổng cộng trong 3 đơn đó chị bơm em bao nhiêu tiền. Mà kêu chị kêu em hỉ cái gì mà hỉ. Đã làm ơn đánh tôi cái coi chứ. Giả cái gì? 9 mấy? 96 rồi 97. Mà ta mua rồi hả? Rồi. Rồi ta mua rồi. 97. Não em chỉ xử lý được một việc trong vòng một lần. Hai lần. IQ thấp lắm. Hôm qua coi bà kia bà nói IQ thấp là tại vì lo sân si nhiều á. Nên IQ thấp xuống. Chắc vậy rồi chứ đâu. 98. Hả? 97 hả? Ừ. 97. 98. 97 cho chị Thơ. 98. Rồi 98 là quần giống Thảo đang mặc. Em mặc cái tí nó lên tới đây luôn. Rồi 98. Nhìn vậy mà ngồi nhìn nhỏ nhỏ nè. Còn ngồi giãn. Like xong xem tin nhắn xử lý đơn. Gọi hết like các bạn xử lý chứ gọi em đâu có coi tin nhắn. 98. 98 cho chị Yến nè. Sắp tới rồi mấy chị ơi. Rồi sắp lên tới 9 quả 10 quả luôn rồi. Rồi cam 98 hết. Rồi cam nè. Để cho nó không lên 99 như vậy chứ. Cam. Rồi hồng. Quần lẫn hết nha. Cam hồng. Tôi không cho lên 200 đâu. Rồi cam hồng. Cam hồng. Đen vàng hết. Rồi giờ tôi qua màu rồi. Tôi không nhìn đọc số nữa.
Rồi cam đen hả? Cam, cam hồng đen nè, cam cho Kim Ngân. Rồi có 105 nè. Rồi đen, đen đen, cam hồng đen, vàng hồng cho chị Thị Nguyễn. Hết hồng rồi. Ở dưới đó là cái gì vậy? Ở dưới đây là cái gì vậy? Hàng nâu nè, đưa cái nâu lên coi. Rồi vàng, vàng có 1 cái à. Rồi hotline số nào? Mấy một cái số nào bà già, bà mua theo qua ngân hàng bao nhiêu năm mà giờ hỏi tôi số hotline số nào. Rồi còn vàng. Rồi cái hỏi sinh màu này là màu nâu. Đen cho đen, đen cho Su Su, vàng cho Kim Ngân. Tôi nói xong si rồi quên, nó là nhắc nâu. Rồi hết nha mấy chị nè. Còn mã quần lỡ này nữa nè. Nâu, hồng 1,5 mà cỡ đó đó, 1,5 mà hàng cỡ này ra thôi rồi. Vàng hết rồi. Rồi chốt niêm hồng. Vàng hết rồi. Nâu cho chị Nguyễn Ly. Nâu cho Nhung Trần. Dạ 1,5 chị Đạ Thơ. Cam gạch. Mấy đứa kia trúng số nữa là nâu cho chị Thuận Nam nhà nghỉ. Nâu cho chị sửa hồ. Rồi hết. À con. Ok nha Thảo. Em đang hỏi chị bơm em nhiêu mà chị cứ kêu em ok hoài. Bà đang đưa tôi dồn vô thấy bí à. Không được. Em hỏi chị là chị bơm em tổng cộng 3 đơn nhiêu tiền. Vậy đó, cam gạch là của chị Yến Ngọc. Rồi cam gạch cho Nguyễn Ly. Rồi nâu cho Yến Anh. Rồi cam gạch, còn bộ gạch. Không, bộ này không lấy đường. Vậy là em có phá bỏ lời thề là bán tới mã 200 nha, tại tới 199 em đứng rồi. Rồi cam gạch cho Yến Trần, cam gạch cho Thạch Loan. Rồi chốt đen. Đen. Đen khối, đen. Rồi cái này nó cũng đen rồi, đen lửng đi. Đen, đen lửng. Hết gạch rồi. Còn chớm gạch được không? Hơn 1 triệu là 3 đơn hay sao? Hơn 1 triệu là 3 đơn hay sao? Chị nói với bạn cái tán, nếu mà chị bơm 3 đơn 1 triệu thì Thảo nói là cho chị mua lại. Còn nếu mà 1 đơn 1 triệu thôi luôn đi chị, khỏi gọi mất công. Thà chị bơm lần 3 đơn nữa, còn cái này chị bơm mấy lần mà. Rồi, màu à. Cam gạch hết hả? Đen còn bộ hả? Đen chị Nguyễn Ly. Rồi đen này đen lẫn như nào? Hôm qua mới nhận được hai bộ đồ bộ cô gái 135 giải đẹp, xem chỉnh quá xuất sắc nha chị ạ. Cảm ơn Hương Phạm. Rồi, đen lẫn cho Châu Hiền. Rồi, còn bộ chích. Rồi, cho chị Ngọc Hiền không? Chờ còn thương. Và bye bye mọi người. Hẹn gặp lại tối nay với nhiều siêu phẩm nha. Nói nó cô còn 2-3 cách.